Con trai chúng ta bây giờ đã trưởng thành và tài giỏi biết bao. Ngày xưa, tại Dương quốc Hoa Hồng, nhà vua qua đời sớm, hoàng hậu có một người con trai tên là Henry. Thế nhưng theo sao chiếu mệnh, hoàng tử sẽ bị một con hươu tấn công khi đến tuổi trưởng thành. Điều này khiến hoàng hậu vô cùng lo lắng. Tốt lắm Henry, chẳng bao lâu nữa con sẽ lên ngôi vua, có thể thay thế mẹ cai trị Vương quốc Hoa Hồng được rồi. Cảm ơn mẹ đã khen, con sẽ cố gắng trở thành một vị vua tốt. Cha con ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ rất tự hào vì con. Vậy thưa mẹ, hôm nay con có thể vào khu rừng dạo chơi được không? Không được Henry, mẹ đã nhắc chuyện này với con nhiều lần rồi. Theo sao chiếu mệnh, con sẽ bị một con hươu hung ác đe dọa mạng sống. Vì vậy, con không được phép vào khu rừng. Con biết từ nhỏ, mẹ đã nhắc điều này hàng trăm lần. Nhưng con thật không hiểu, vì sao loài hươu vốn hiền lành lại có thể tấn công người khác? Có những chuyện con không hiểu đâu Henry. Vậy thì xin mẹ hãy giải thích cho con hiểu. Đường đường là hoàng tử mà lại sợ một con hươu, thì sau này làm sao có thể cai trị cả vương quốc thưa mẹ? Tóm lại, mẹ đã nói là con không được phép vào khu rừng. Đó là mệnh lệnh. Mẹ! Hoàng tử Henry, xin cậu đừng trách hoàng hậu. Hoàng hậu làm như vậy cũng vì thương cậu mà thôi. Bởi theo sao chiếu mệnh. Sao số mệnh của ta phải tuân theo một ngôi sao nào đó hả bà Cara? Thật vô lý mà. Bà Cara, bà ở trong lâu đài lâu như vậy, bà có biết vì sao mẹ lại tin chuyện vô lý này và chán ghét khu rừng kia như vậy không? Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là hồi còn trẻ, hoàng hậu cũng rất hay ra vào khu rừng. Bà nói tầm sao? Đúng vậy, nhưng không hiểu sao, sau khi sinh cậu được một năm, thì hoàng hậu lại trở nên căm ghét khu rừng và không bao giờ vào đó nữa. Thật là kỳ lạ. Vậy còn chuyện sao chiếu mệnh tôi sẽ bị một con hươu tấn công? Là ai đã nói điều này? Chuyện này tôi quả thật không biết. Xin lỗi hoàng tử. Rốt cuộc, vì sao mẹ lại cấm cản con vào khu rừng? Mình phải tự đi tìm lời giải đáp mới được. Hưu thần, sao ngươi ở đây? Ngươi là đồ ích kỷ, độc ác. Hưu thần, lúc đó ta không còn cách nào khác cả. Hãy tha thứ cho ta nha. Không bao giờ. Người đâu? Cứu với, cứu với. Không ai cứu ngươi được đâu. Ngươi phải chết. Con trai ngươi cũng phải chết. Hoàng hậu, người không sao chứ? Tôi nghe tiếng người la hét nên vào xem có chuyện gì. Ta không sao, chỉ là ác mộng thôi. Dạo này người hay gặp ác mộng quá. Để tôi pha cho người ly trà hoa hồng cho dễ ngủ. Không ai cứu ngươi được đâu. Ngươi phải chết. Con trai ngươi cũng phải chết. Xin hoàng hậu tha tội. Không phải lỗi của bà đâu Kara. Bà lui ra đi. Cần gì ta sẽ gọi. Dạ, tuân lệnh thưa hoàng hậu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta sao hưu thần? Ngươi muốn ta phải sống như thế nào đây? Hoàng tử Henry, tới giờ ăn sáng rồi ạ. Hoàng tử Henry, tôi vào nha. Hoàng tử Henry, mời cậu dậy ăn sáng. Gì thế này? Hoàng tử đâu? Ta có việc phải ra ngoài. Trước khi trời tối, ta sẽ trở về. Bà cứ đóng cửa phòng ta lại. Và nếu có ai hỏi, cứ nói hôm nay ta cần phải chuyên tâm đọc sách nên không muốn ai làm phiền. Vậy nha, cảm ơn bà. Henry. Hoàng tử đi đâu mới được? Có khi nào cậu ấy lén vào khu rừng không? Làm sao bây giờ? Có nên báo với hoàng hậu không? Hoàng hậu cũng mất ngủ cả đêm qua. Thôi, mình cứ đợi tới chiều tối xem sao. Hoàng tử Henry, cậu nhất định phải bình an trở về đó. Khu rừng thật là đẹp và bình yên. Nếu mẹ không cấm đoán, ta ước có thể được tự do dạo chơi trong khu rừng mỗi ngày. Cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày hôm nay. Ai đó?
Ngươi biết nói sao? Ngươi nói đang chờ ta để làm gì? Để lấy mạng ngươi. Không được Henry, mẹ đã nhắc chuyện này với con bao nhiêu lần rồi. Theo sao chứa mệnh, con sẽ bị một con hưu tấn công. Vì vậy, con không được phép vào khu rừng. Chẳng lẽ lời mẹ nói là sự thật? Ngựa quý, ngươi đừng sợ. Chỉ là một con hưu thôi mà. Chỉ là một con hưu sao? Hai mẹ con các ngươi thật giống hệt nhau. Hôm nay ta nhất định sẽ trả thù. Ngươi đi đi, trước khi ta đổi ý. Chẳng phải ngươi nói đã chờ tới ngày này rất lâu rồi sao? Vì sao bây giờ ngươi lại tha mạng cho ta? Vì ta và loài người các ngươi khác nhau. Các ngươi có thể vì lợi ích của mình mà bất chấp thủ đoạn, phản bội bạn bè. Nhưng loài hưu chúng ta thì không thể nhẫn tâm như vậy. Mặc dù rất căm ghét các ngươi. Ta không hiểu. Ta chỉ mới gặp ngươi lần đầu mà. Vì sao ngươi căm ghét ta như thế? Vì mạng sống ngươi đang có là nhờ ta. Ngươi thật sự không biết hay sao? Hoàng tử Henry. Mạng sống của ta có là nhờ ngươi. Ta thật sự không hiểu. À, thì ra là hoàng hậu chưa kể gì cho ngươi đúng không? Ngươi biết mẹ ta? Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Bà ta là người nham hiểm và ích kỷ nhất thế gian. Ngươi không được xúc phạm mẹ ta như vậy. Nếu không... Nếu không thì ngươi làm gì? Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, Henry. Nhưng ta sẽ bảo vệ danh dự của mẹ tới cùng. Vậy ngươi có muốn biết mẹ ngươi từng đối xử với ta ra sao không? Như thế nào? Ngươi hãy nói rõ cho ta biết đi. Được. Vậy ngươi nghe kỹ đây. Cách đây gần 20 năm. Các ngươi ở đây, ta muốn yên tĩnh một mình. Tuân lệnh hoàng hậu. Đức vua chẳng may lâm bệnh sớm, xin hoàng hậu đừng quá đau buồn. Vương quốc Hoa Hồng đang rất cần người tiếp tục cai trị. Đức vua, sao người đã bỏ mẹ con thiếp ra đi? Từ giờ thì biết sống sao? Sao những bông hoa bỗng dưng lại nở rộ? Chuyện này thật thần kỳ. Xin hoàng hậu đừng buồn nữa. Ai đó? Ngươi là Xin hoàng hậu đừng kinh sợ. Tôi là loài hưu thần sống trong khu rừng này. Thấy người đau khổ nên tôi chỉ muốn an ủi người mà thôi. Hưu thần? Vậy những bông hoa này bỗng nhiên nở rộ là ngươi làm sao? Đúng vậy. Thật khó tin. Đây là lần đầu tiên ta thấy một điều thần kỳ đến như vậy. Ta rất hay vào khu rừng này. Vì sao bây giờ mới gặp được ngươi? Vì chúng tôi là loài hưu thần sống ẩn vật ở phía cuối khu rừng, nên hoàng hậu không biết đó thôi. Thì ra là vậy. Tôi biết hoàng hậu rất đau buồn vì đức vua vừa mới qua đời. Tôi thành thật chia buồn cùng người. Cảm ơn ngươi. Đến bây giờ ta vẫn không thể tin đức vua đã ra đi mãi mãi. Con trai của chúng ta mới chỉ được hơn một tuổi mà thôi. Vậy thì người càng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho con trai và người dân toàn Vương quốc nữa, đúng không hoàng hậu? Người nói phải. Ta phải mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau, mặc dù chỉ vừa mới quen biết. Vậy tại sao bây giờ người lại căm ghét mẹ ta như vậy? Vì sau đó hoàng hậu đã thức tỉnh với ta. Hưu thần, cảm ơn ngươi đã đi dạo cả ngày cùng ta. Tâm trạng của ta khá hơn nhiều rồi. Phải công nhận cặp sừng của ngươi thật là diệu kỳ đó hưu thần. Cặp sừng chính là sinh mạng của loài hưu thần chúng tôi. Nó không chỉ có thể làm hoa lá tươi tốt mà còn giúp chữa lành mọi bệnh tật trên đời, khiến vạn vật tràn trề sức sống. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải chia tay thôi. Sau này ta phải làm sao mới có thể gặp được ngươi? Rất tiếc, chúng ta không thể gặp nhau nữa, thưa hoàng hậu. Vì sao? Vì loài hưu thần chúng tôi có nguyên tắc không được lộ diện trước mặt con người. Nếu bộ tộc tôi phát hiện, thì nhất định tôi sẽ gặp rắc rối.
Ôi, ta không muốn vì ta mà ngươi gặp rắc rối đâu. Vậy thì đây là viên thuốc quên đi. Ngươi hãy uống nó và sau đó sẽ không còn nhớ gì đến cuộc gặp gỡ này nữa. Nhưng ta thật không nỡ quên ký ức ngày hôm nay. Nó giúp ta khuây khỏa nỗi đau hàng ngày ta phải đối diện là không được nhìn thấy nhà vua nữa. Nếu người coi tôi là bạn thì đây là cách gìn giữ tình bạn tốt nhất giữa hai ta, thưa hoàng hậu. Nếu người đã nói vậy thì ta sẽ uống nó. Thưa hoàng hậu, trời gần tối rồi, mời người mau trở về lâu đài. Sau này ta mới biết hoàng hậu chưa hề uống viên thuốc quên đi. Mẹ ta nói dối sao? Đúng vậy, sự việc sau đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ ngươi. Hoàng tử e là lành ít dữ nhiều, thưa hoàng hậu. Im ngay, con trai ta không thể có chuyện gì. Nó nhất định phải sống khỏe mạnh, phải trở thành người kế vị ngai vàng của vương quốc Hoa Hồng này. Henry của mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con. Đức vua qua đời, ta không thể mất thêm con được nữa. Henry của mẹ. Cặp sừng chính là sinh mạng của loài hưu thần chúng tôi. Nó không chỉ có thể làm hoa lá tươi tốt, mà còn giúp chữa lành mọi bệnh tật trên đời, khiến vạn vật tràn trề sức sống. Được rồi, ta phải có được cặp sừng kỳ diệu của hưu thần. Có vậy, Henry mới có thể được cứu sống. Thái y, ngươi hãy túc trực bên cạnh hoàng tử. Ta sẽ đi tìm thuốc quý về cứu con ta. Nhưng bây giờ đã khuya rồi, ngươi có thể tìm thuốc ở đâu, thưa hoàng hậu? Trong khu rừng. Trong khu rừng? Vậy nguy hiểm quá, xin người hãy sai binh lính đi cùng. Không, càng đông người thì sẽ càng khó cho ta. Ngươi yên tâm ở đây chăm sóc tốt cho hoàng tử. Dạ, thần xin tuân lệnh hoàng hậu. Vì chúng tôi là loài hưu thần sống ẩn vật ở phía cuối khu rừng nên hoàng hậu không biết đó thôi. Rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Hưu thần, ta có chuyện muốn gặp ngươi. Hưu thần, hưu thần. Hoàng hậu, sao ngươi lại ở đây? Ta mừng quá, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Con trai ta đang bệnh nặng, mong ngươi hãy giúp ta. Từ từ đã, chẳng phải hoàng hậu đã uống viên thuốc quên đi rồi ư? Sao còn biết đến ta? Ngươi đã gạt ta sao? Thời gian gấp lắm rồi, ta không còn cách nào khác nên mới làm thế này. Mọi người hãy hiểu cho ta. Người đã trở về. Mau, y nấu nó thành thuốc rồi cho hoàng tử uống. Dạ, thần tuân lệnh. Thật là thần kỳ. Mừng hoàng hậu, hoàng tử Henry đã khỏe mạnh lại rồi. Con trai ta sống rồi. Cảm ơn trời đất, cảm ơn đức vua đã phù hộ. Cảm ơn người hưu thần. Mẹ con ta mãi mãi mang ơn người. Không, không, cặp sừng của ta. Hoàng hậu, bà thật nhận tâm, ta nhất định sẽ báo thù. Không có cặp sừng, ta bị bầy đàn ruồng bỏ xa lánh. Suốt nhiều năm qua, ta sống mà không bằng chết. Không, mẹ ta không phải là người tàn nhẫn như vậy đâu. Đây là con dao năm xưa, hoàng hậu đã xuống tay chặt đi cặp sừng quý của ta. Ngươi hãy nhìn xem, trên cán dao có khắc hình hoa hồng, là ký hiệu của hoàng gia các ngươi, đúng không? Đúng là vậy. Nhưng mà
Ta đã giữ con dao này gần 20 năm qua, chỉ mong có ngày gặp được bà ta để trả thù. Thế nhưng kể từ đêm hôm đó, mẹ ngươi đã không còn dám vào khu rừng này lần nào nữa. Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là hồi còn trẻ, hoàng hậu cũng rất hay ra vào khu rừng. Ta chờ mãi, cuối cùng thì chỉ gặp được con trai của kẻ thù, chính là ngươi. Từ nhỏ, mẹ ta đã cấm ta vào khu rừng này. Bà còn nói theo sau chiếu mệnh, ta sẽ bị một con hươu hung ác tấn công và đe dọa mạng sống. Sao chiếu mệnh chỉ là chuyện hoàng hậu bịa đặt để ngươi không dám vào khu rừng này mà thôi. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, ai gây tội thì người đó mới nên đền tội. Ân oán của ta và hoàng hậu không liên quan đến ngươi. Đi đi. Hưu thần, hãy đợi ta quay về lâu đài làm rõ mọi chuyện. Ta hứa, nếu mọi chuyện như lời ngươi kể, ta nhất định sẽ quay trở lại cho ngươi tùy ý xử tội. Bởi mạng sống của ta đang có vốn dĩ thuộc về ngươi. Hoàng tử Henry ơi, cậu ở đâu sao chưa chịu về? Trời gần tối rồi. Bà làm gì mà đi qua đi lại trước cửa phòng của hoàng tử vậy, Cara? Dạ thưa hoàng hậu, hoàng tử đang đọc sách nên bảo tôi đừng cho ai vào làm phiền ạ. Vậy à? Dạ thưa hoàng hậu, dạo này hoàng tử chăm chỉ học hành, ôn văn luyện võ để làm người vui lòng đó ạ. Đúng là đứa con ngoan, sau này chắc chắn sẽ là vị vua tốt. Nhưng mà trời cũng gần tối rồi, học hành chăm chỉ là tốt, nhưng không nên quá sức, càng ảnh hưởng đến sức khỏe chứ. Để ta vào thăm hoàng tử thế nào? Nhưng hoàng tử vẫn đang... Mở cửa. Dạ tuân lệnh thưa hoàng hậu. Henry! Bà Cara, bà nói hoàng tử đang đọc sách trong phòng mà. Vậy con trai ta đâu? Dạ đúng, là mới đây hoàng tử còn... Nói mau, hoàng tử đang ở đâu? Nếu bà có nửa lời gian dối, đừng trách ta trị tội đó. Dạ thưa hoàng hậu, hoàng tử ở... Ở... Cara, ta hỏi lại một lần nữa, hoàng tử đang ở đâu? Thưa mẹ, con đi. Henry, con vừa đi đâu về à? Sao bà Cara nói hôm nay con ở phòng đọc sách mà? À, con mới ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái. Mẹ đừng có trách bà Cara, là con quên không nói cho bà ấy thôi. Cara, bà đứng lên đi. Bà chịu trách nhiệm chăm lo cho hoàng tử thì phải để ý kỹ, không được lơ là, biết chưa? Dạ, thưa hoàng hậu. Henry, sao giờ này con còn chưa ngủ? Dạ, con vẽ cho xong bức tranh này rồi sẽ ngủ. Con vẽ gì mà sai xưa vậy? Cho mẹ xem thử nè. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tại sao? Ai cho con vẽ hưu thần hả? Sao mẹ lại biết đây là hưu thần? Con chỉ ngẫu hứng vẽ một con hưu có cặp sừng hoa thôi mà. Mẹ cấm con từ nay không được vẽ về loài hưu nữa, nó sẽ mang lại xui rủi cho mẹ con ta. Có một bức vẽ mà mẹ cũng sợ xui rủi, chẳng lẽ mẹ từng làm gì có lỗi với loài hưu sao? Mẹ có phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ nào điều hưu thần nói là sự thật? Hoàng tử Henry, cậu và hoàng hậu lại cãi nhau à? À không có. À mà bà Cara nè, tôi có chuyện này muốn hỏi. Có phải hồi nhỏ tôi từng bị bệnh rất nặng đúng không? Đúng vậy, hồi cậu hơn một tuổi thì bỗng dưng mắc bệnh lạ, đến thái y cũng hết cách chữa trị. Nhưng sau đó nghe nói hoàng hậu đã vào tận rừng để tìm thuốc quý gì đó, nhờ vậy cậu mới sống sót thần kỳ và khỏe mạnh cho tới bây giờ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà. Ta sống khỏe mạnh bao nhiêu năm thì chừng ấy năm hưu thần phải sống trong đau khổ và tổn thương. Henry, chẳng có chuyện gì à? Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, chẳng phải ta đã từng hứa rằng giữa hai ta sẽ không bao giờ có bí mật gì, đúng không? Đúng, nhưng ta đang bối rối vô cùng. Nàng hứa không được kể với ai, kể cả mẹ của ta nha.
Chuyện là như vậy đó. Ta không thể vui vẻ như trước khi biết có một người vì ta mà đang ngày đêm đau khổ trong khu rừng kia. Henry à, một con hươu sao có thể so sánh được với thân phận hoàng tử cao quý như chàng? Nhưng mà nếu không có hươu thần thì ta đã không còn sống trên cõi đời này. Ta nợ hươu thần sinh mạng này. Emma, ta phải quay lại khu rừng thôi. Như vậy quá nguy hiểm. Nếu đi, không biết chàng có cơ hội trở về hay không. Henry, hãy suy nghĩ lại. Ý ta đã quyết rồi. Mẹ, tại sao mẹ lại biết? Henry, mẹ thật không ngờ cô lại cãi mẹ, lén lút bỏ đi vào trong đêm như thế này. Cảm ơn con Emma. Nếu không nhờ có con nói trước thì e là ta đã không kịp ngăn cản hoàng tử. Emma, thì ra là do nàng. Henry, ta chỉ muốn tốt cho chàng mà thôi. Xin chàng hãy hiểu cho ta. Emma làm vậy là hoàn toàn đúng. Henry, mẹ thật không ngờ tôi lại bỏ mặc mẹ, bỏ mặc cả Vương quốc Hoa Hồng để đi nộp mạng cho hưu thần. Nhưng con đã hứa với hưu thần, nếu con không quay trở lại, có khác nào con lại phạm sai lầm của mẹ như năm xưa? Hốn xưa, mẹ không biết con đã được nghe những gì, nhưng con phải hiểu tất cả mọi chuyện mẹ làm đều là vì con, vì tương lai của Vương quốc Hoa Hồng này. Nhưng mà hoàng hậu nói phải đó Henry, chàng hãy nghe lời hoàng hậu đi. Người đâu, nhốt hoàng tử vào phòng, tuyệt đối không cho ra ngoài nửa bước. Tuân lệnh hoàng hậu. Hoàng tử Henry, cậu đã dậy chưa? Hoàng hậu tới thăm cậu đây. Henry, con đã biết hối lỗi chưa? Henry, con có sao không? Chuyện gì thế này? Con trai ta đâu? Xin hoàng hậu thứ tội. Hoàng tử à, cứu ta với! Cứu ta! Hoàng tử, người không sao chứ? Đồ ăn hại, mau đi tìm hoàng tử về ngay cho ta. Nếu không thấy hoàng tử thì hai ngươi cũng đừng hòng giữ được mạng, hiểu chưa? Dạ dạ, tuân lệnh hoàng hậu. Hưu thần, ta đã giữ đúng lời hứa, quay trở lại khu rừng. Ngươi ở đâu? Henry, ngươi dám quay trở lại thật sao? Đúng vậy, ta đã biết những lời ngươi kể lúc trước đều là sự thật. Giờ có nói gì thì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mẹ ta đã gây ra cho ngươi. Vì vậy, ta đến đây để nộp mạng cho ngươi như đã hứa. Ngươi không sợ chết sao? Nếu như cái chết của ta có thể bù đắp những uất ức mà ngươi đã chịu đựng, thì ta cam tâm tình nguyện. Không ngờ hoàng hậu lại sinh ra một người con nghĩa khí như vậy. Hưu thần. Hoàng tử Henry, cậu đi đi. Ta biết cậu không có lỗi trong việc này. Nhưng vì cứu ta nên ngươi mới bị mất cặp sừng quý, bị cô lập trong khu rừng rộng lớn này. Nhưng chí ít ta biết cặp sừng của ta đã cứu đúng người. Cậu là chàng trai dũng cảm và tình nghĩa. Ta không muốn làm hại cậu. Và tương lai, cậu là quốc vương của đất nước này, gánh trách nhiệm to lớn, không thể bỏ mạng được. Hưu thần, ta thực sự xin lỗi. Giá mà ta biết cách nào có thể giúp ngươi khôi phục lại cặp sừng, ta nguyện sẽ dốc hết sức mình. Thật ra thì có một cách, nhưng ta không chắc chắn. Không thử thì làm sao biết được? Đó là cách gì vậy? Ta từng nghe nói, ở Vương quốc cây lá gai có rất nhiều bảo bối thần kỳ, may ra có thể khôi phục lại sừng của ta. Vậy tốt quá rồi. Vậy ngươi mau dẫn ta tới đó. Ta có mang theo ít vàng bạc, có thể mua lại bảo bối đó cho ngươi. Nếu không đủ, ta sẽ về lâu đài lấy thêm. Henry, hãy nghe ta nói hết. Đức vua của Vương quốc cây lá gai là người vô cùng độc ác và khó đoán. Không bạc vàng nào có thể làm ông ta hài lòng cả. Có chuyện này sao? Tốt nhất cậu hãy về lâu đài của mình đi. Không, ta sẽ tìm đến Vương quốc cây lá gai để xin giúp đỡ. Hưu thần, hãy dẫn đường cho ta. Thôi được, nhưng cậu hãy nhớ, bất cứ khi nào thấy nguy hiểm thì hãy mau chóng trở về. Hãy hứa với ta như vậy. Ta hứa,
cảm ơn ngươi. Ta chỉ dẫn cậu tới đây được thôi, ta không thể đi xa hơn nữa. Bảo trọng. Hưu thần, hãy đợi tin của ta. Tiếng gì vậy? Tại lâu đài Dương Quốc cây lá gai, có một cô gái tên là Rosalie đang bị bao vây bởi ba người lùn là những người thợ rừng. Henry đi đến, tình cờ thấy cảnh tượng này thì không hiểu tình hình, bèn xông đến cứu Rosalie, nhưng cuối cùng bản thân lại gặp rắc rối. Các ngươi lại muốn dùng chiêu gì nữa đây? Anh em thợ rừng, chiêu thức 3 trong 1. Cũng được đó. Sao nào Rosalie, còn chịu thua chưa? Đừng hòng, xem ta đây. Dừng tay lại, sao các người dám bắt nạt một cô gái? Nàng đừng sợ, nàng cứ chạy trước đi. Sợ? Ta mà sợ họ à? Nè tên kia, ngươi là ai mà xông tới phá đám hả? Anh em thợ rừng, xông lên cho hắn biết tay. Nè, các ngươi. Thật là không tự lượng sức mình. Thắng rồi! Quang hô! Quang hô! Chúng ta là anh em thợ rừng. La la la, la la la. Nè, ngươi không sao chứ? Nè, các ngươi mạnh tay quá rồi đó. Nè, mới chơi nhiêu đó mà xỉu rồi hả? Thiệt là chán quá. Đầu của ta. Tỉnh rồi. Giờ phải làm sao? Sao rồi? Đã tìm thấy hoàng tử chưa? Thưa hoàng hậu, chúng thần đã lục tìm khắp trong ngoài kinh thành, nhưng vẫn chưa tìm ra hoàng tử. Mau cử thêm người tìm trong rừng. Có tin tức gì, phải về báo cáo cho ta ngay lập tức. Tuân lệnh hoàng hậu. Hoàng hậu, xin người chú trọng sức khỏe. Như Henry của ta, không biết bây giờ ra sao nữa. Nhất định anh ấy sẽ không sao đâu. Từ nhỏ con đã bầu bạn cùng Henry. Anh ấy văn võ song toàn như vậy, chắc chắn sẽ bình an trở về. Cảm ơn con em ba. Ta cũng chỉ mong như vậy. Các người muốn gì? Mau thả ta ra. Muốn thả người hay không thì phải đợi lệnh của chủ nhân chúng ta đã. Nàng là chủ nhân của những người này. Ừ, đúng vậy. Nhưng rõ ràng ta thấy những người này tấn công nàng mà. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng tôi đang luyện võ với nhau mà. Luyện võ? Vậy mà ta cứ tưởng. Rosalie, cô đừng nói chuyện với người lạ. Lỡ hắn là kẻ xấu thì sao? Đúng đó. Xưa nay làm gì có ai dám đến Dương Quốc cây lá gai chứ? Nói mau, ngươi là ai? Đến đây làm gì? À, xin mọi người đừng hiểu lầm. Tôi là Henry, hoàng tử của Dương Quốc Hoa Hồng. Tôi đến đây chỉ muốn gặp đức vua của các người thôi. Gặp cha ta à? Cha nàng sao? Vậy nàng là... Đây là công chúa Glossalai, con gái cưng của đức vua và hoàng hậu Dương Quốc cây lá gai. Tốt quá rồi. Vậy nàng có thể giúp ta diện kiến đức vua được không? Ngươi gặp cha ta để làm gì? Ta muốn gặp đức vua để... Khoan đã. Đây là phép thuật ư? Đây là lá gai sự thật. Chỉ cần ngươi nói dối bất cứ chuyện gì, lá gai này sẽ đâm thẳng vào ngươi. Nào, bắt đầu đi. Vì sao ngươi lại muốn gặp cha ta? Chuyện là như vậy. Ta hiểu rồi, hoàng tử Henry. Tốt nhất chàng nên về đi. Tại sao vậy?
Chẳng lẽ nàng vẫn chưa tin lời ta? Ta biết chàng không nói dối, nhưng có điều này chàng chưa biết. Cha ta vô cùng khó tính và rất thích chơi trò đánh đố. Ta chỉ sợ chàng không đủ sức vượt qua. Chưa thử thì sao biết sẽ không thành công. Ta nợ ân tình của Hưu Thần nên sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Ba anh em thợ rừng, mau tiễn hoàng tử về đi. Tuân lệnh công chúa Rosalai. Nguy rồi, cha ta đang tới. Thợ rừng, mau trở về nhà. Nơi đây có nhiều điều thật kỳ lạ. Hy vọng sớm tìm ra bảo bối có thể giúp ích cho Hưu Thần. Henry, chàng còn đứng đó làm gì? Mau trốn đi. Sao ta phải trốn? Ta đang muốn gặp cha nàng mà. Ôi, không kịp rồi. Kẻ nào to gan dám vào vương quốc của ta? Rosalai, hắn ta có làm hại gì con không? Dạ, không có, thưa cha. Thưa đức vua, tôi là Henry, hoàng tử vương quốc Hoa Hồng. Tôi đến là để... Regan, mau bắt hắn về lâu đài cho ta. Rosalai, con cũng mau quay về lâu đài đi, trời sắp tối rồi. Dạ, thưa cha. Thưa đức vua, ông hãy nghe tôi giải thích. Nguy rồi, mình phải giúp Henry mới được. Henry, con đang ở đâu? Đừng, đừng đi vào khu rừng, mẹ cấm con. Cứu giới, cứu giới. Hôm nay ngươi phải chết. Không được làm hại con ta. Hưu Thần, dừng tay ngay. Hoàng hậu, bà vẫn khỏe chứ? Ta tới tìm bà để báo thù đây. Hoàng hậu, người lại thấy ác mộng sao? Hay để tôi nhờ thái y sắc cho người chén thuốc an thần nha. Người cứ mất ngủ thế này thì sẽ lâm bệnh mất. Không cần, ta chỉ lo lắng cho Henry quá mà thôi. Bà cả ha, đã có tin tức gì của hoàng tử chưa? Dạ thưa hoàng hậu, vẫn chưa có tin gì của hoàng tử. Không lẽ Hưu Thần đã bắt Henry để trả thù? Không được, mình phải mau chóng tìm được con. Bà cả ha, mau chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt. Ta phải vào khu rừng một chuyến. Nhưng đã nhiều năm rồi, người đâu có vào rừng. Bây giờ lại muộn thế này. Nhanh lên. Dạ, tuân lệnh hoàng hậu. Biết ngươi đang ở đây, mau ra đi Hưu Thần. Chẳng phải ngươi rất muốn trả thù ta hay sao? Hoàng hậu, ba còn dám đến đây à? Hưu Thần, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Hoàng hậu, ba muốn làm gì? Muốn ngươi giao con trai ta ra. Nếu không, đừng trách ta. Hoàng hậu, ba hết lần này đến lần khác hãm hại ta, ba vẫn tàn nhẫn như năm nào. Vì Henry, ta có thể làm tất cả mọi thứ. Ta hỏi lại một lần nữa, con trai ta đang ở đâu? Ta không biết. Đi coi, ngươi còn nói dối đến bao giờ? Ngươi đâu? Bắn tên. Mau bắn lấy Hưu Thần ta. Hưu Thần, ngươi muốn làm gì? Bà tưởng tôi sẽ mãi nhân nhượng với bà sao? Hoàng hậu, giết ta đi. Chẳng phải ngươi hận ta lắm sao? Bà, nhưng xin ngươi hãy thả con trai ta ra. Henry không có lỗi trong chuyện này. Sao tất cả những gì bà đã gây ra cho ta, bà nghĩ mình có thể đặt điều kiện với ta sao? Hưu Thần, ta cầu xin ngươi, ta chỉ có đứa con trai duy nhất mà thôi. Henry
vẫn đang mạo hiểm ở vương quốc cây lá gai để tìm bảo bối giúp ta. Ta không thể làm hại hoàng hậu được. Hoàng hậu! Người ở đâu? Hoàng hậu! Người ở đâu? Đúng là ta từng gặp Henry, nhưng ta không dám giữ cậu ấy. Tin hay không tùy bà. Và đừng cố tình tìm ta lần nữa. Nếu gặp lại, ta không chắc sẽ tha mạng cho bà đâu. Gì? Con trai ta đang ở đâu? Tìm thấy hoàng hậu rồi. Chúng thần bảo vệ hoàng hậu không tốt, xin người trách phạt. Ta không sao. Các người mau tiếp tục chia ra đi tìm hoàng tử. Cố lục tung khắp khu rừng cũng phải tìm ra con trai của ta. Tuân lệnh hoàng hậu. Hưu thần xưa nay không biết nói dối, vậy ta cũng đỡ lo phần nào. Henry của mẹ rốt cuộc đang ở đâu? Hoàng tử Henry à, thật ra ngươi muốn ta ban cho ngươi một bảo bối thần kỳ để giúp hưu thần có lại cặp sừng quý sao? Dạ phải, thưa đức vua, mong người giúp đỡ cho. Được thôi, với một điều kiện. Là điều kiện gì? Xin đức vua cứ nói. Đó là từ sáng cho đến tối ngày mai, ngươi phải đốn hết cây ở trong cánh rừng lớn. Đốn xong, lúc đó ta mới xét tới việc cho bảo bối hay không. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành, thì ngươi phải chết. Ngươi thấy sao? Tôi xin chấp nhận, thưa đức vua. Đây là... rìu đốt củi, rìu đốt củi. Hãy cầm cái rìu này đi đốn củi cho ta. Tốt lắm. Để ta nghĩ coi tối nay nên xử hắn chết kiểu gì đây. Dám vào vương quốc của ta để xin bảo bối à? Đúng là nực cười. Con chào cha. Con gái yêu của cha, con tới tìm cha có chuyện gì không? Con vừa mới làm một chiếc bánh kem hạnh nhân nên mang đến cho cha ăn thử. Được, được. Ngon lắm. Rosalie, tay nghề làm bánh của con càng ngày càng tiến bộ rồi đó nghe. Dạ, cảm ơn cha. Vậy cha ăn thêm chút ha. Không được rồi, có cố hết sức thì ta cũng chỉ có thể đốn được vài cành cây nhỏ. Chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở đây? Ta sẽ không để chàng phải bỏ mạng ở đây đâu, Henry. Công chúa Rosalie, gặp lại nàng ta thật vui quá. Ta biết chàng đang gặp khó khăn vì thực hiện yêu cầu của vua cha nên đến để giúp chàng đây. Nhưng nếu đức vua phát hiện ra thì sẽ trách phạt cả hai chúng ta. Không được, ta không muốn liên lụy tới nàng. Chàng đừng lo, cha ta bây giờ đang ngủ say rồi. Con chỉ bỏ chút thuốc ngủ trong bánh thôi. Cha và Regan cứ ngủ ngon nhé. Cảm ơn công chúa Rosalie. Nhưng vì sao nàng lại giúp ta? Vì qua câu chuyện của chàng, ta biết chàng là người có tấm lòng nhân hậu và trọng tình nghĩa. Mà thôi, chúng ta cần nhanh chóng đốn củi, kẻo không kịp. Phải. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Vì cái rìu bằng thủy tinh nên đã bị dở rồi, ta không còn dụng cụ nào khác để đốn củi hết. Chàng đừng lo, chuyện đốn củi khó với chàng nhưng lại rất dễ dàng với các anh em thợ rừng. Thợ rừng đâu? Mau ra đây. Chúng ta là ba anh em thợ rừng. La la la. Công chúa Rosalie, cô muốn chúng tôi làm gì? Hãy giúp Henry đốn hết cánh rừng này, sau đó xếp củi lên những chiếc xe cho ta. Nhưng chỉ có ba anh em thợ rừng, sợ rằng cũng không thể đốn hết cây trong cánh rừng này. Ai bảo cậu chúng tôi chỉ có ba người? Anh em thợ rừng, mau làm việc thôi. Thật là thần kỳ. Hãy cho ta được góp sức cùng với mọi người nha.
Lạ thật, sao ta lại ngủ say tới như vậy? Regan, Regan, dậy mau! Đức chúa muôn năm! Trời ơi, sao ngươi cũng ngủ say như vậy? Trời tối rồi, mau tới cánh rừng kiểm tra xem Henry đã đốn củi tới đâu rồi đi! Làm sao hắn ta có thể... Regan, ngươi đi dò thám kiểu gì vậy hả? Đức vua muôn năm! Thưa đức vua, tôi đã làm đúng theo yêu cầu của người. Xin hãy trao bảo bối cho tôi như đã hứa. Ta hứa trao bảo bối cho ngươi khi nào? Nhưng rõ ràng người đã nói... Đó là từ sáng cho đến tối ngày mai. Ngươi phải đốn hết cây ở trong cánh rừng lớn. Đốn xong... Lúc đó ta mới xét tới việc cho bảo bối hay không. Ta nói là xem xét, chứ không có hứa là sẽ đưa bảo bối cho ngươi. Đức vua đã cố tình làm khó mình. Henry, không được mất bình tĩnh. Nếu không thì uổng phí bao công sức, nhất là uổng phí sự giúp đỡ của công chúa và thợ rừng. Vậy tôi phải làm gì thì người mới chấp nhận trao bảo bối thần cho tôi? Chỉ cần từ sáng đến tối mai, ngươi phải dọn sạch một hồ nước rộng lớn để nó trong sáng như gương soi. Trong hồ phải có đủ các loại cá. Nếu như không hoàn thành thì ngươi phải chết. Vậy nếu tôi hoàn thành được thì ngươi sẽ giao bảo bối cho tôi chứ? Đương nhiên rồi. Được, vậy tôi chấp nhận điều kiện của ngươi. Đây là... Cuốc bắt, cuốc bắt, cuốc bắt. Hãy cầm cây cuốc này đi dọn dẹp hồ cá cho ta. Nhưng cuốc này làm bằng thủy tinh, tôi muốn đổi cái cuốc khác. Ngươi không có quyền lựa chọn ở đây. Ta phải làm sao bây giờ? Thật không thể tin một người bình thường có thể đốn hết cả cánh rừng rộng lớn chỉ trong một ngày. Hoàng hậu, nàng nghĩ liệu hắn ta có được ai giúp đỡ hay không? Vì ngày mai đức vua cứ cử người theo dõi là biết thôi mà. Lúc đầu ta cũng cử Regan theo dõi, nhưng không hiểu tại sao sau khi ăn bánh kem của Rosalie xong thì cả ta và Regan đều ngủ quên. Đến khi thức dậy thì trời đã tối rồi, còn Henry thì đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Có chuyện này à? Rosalie, con đến tìm mẹ à? Dạ. Nhưng giờ con phải đi có việc. Con chào mẹ. Con bé này hôm nay có vẻ kỳ lạ quá. Sao thiếu mất một lọ thuốc ngủ? Hoàng hậu, nàng nghĩ liệu hắn ta có được ai giúp đỡ hay không? Chắc không ai dám làm trái ý của người đâu. Đức vua, người đừng đa nghi quá. Vậy ta sẽ đợi coi. Ngày mai hắn ta không hoàn thành được thì ta sẽ trị tội sao? Những cây lá gai này đang di chuyển sao? Chẳng lẽ chúng đang tấn công mình? Con vừa mới làm xong một cái bánh kem vani, nên mang đến cho cha ăn thử. Con gái ta dạo này thật là siêng năng làm bánh. Đâu, đưa ta nếm thử coi vị vani như thế nào. Hôm qua ăn bánh xong thì bỗng dưng ta lại ngủ say. Chẳng lẽ Rosalie chính là người đã giúp cho Henry? Két két, bánh ngon. Két két, bánh ngon. Bánh ngon lắm. Nhưng mà con cứ để ở đây rồi ra ngoài, cha phải tập trung làm việc. Dạ, vậy cha nhớ ăn nha. Con chào cha. Đi, con chừng bị thương. Đó là những cây lá gai rất hung hăng. Đức vua muốn ta phải dọn sạch hồ cá, và trong hồ phải có đủ mọi loại cá. Nhưng ông ấy chỉ giao cho ta một chiếc cuốc bằng thủy tinh. Ta chỉ vừa mới cuốc một nhát, nó đã dở mất rồi. Cha ta đã làm khó chàng rồi. Ta sẽ giúp chàng. Nguy rồi. Chẳng lẽ vua cha đã phát hiện chuyện mình bỏ thuốc ngủ vào bánh? Rosalie, con làm gì ở đây? Con chỉ đi dạo một chút thôi, thưa cha.
Ta đang giao thử thách cho Henry, con không được đến gần khu vực hồ nước. Mau theo cha về lâu đài. Dạ, thưa cha. Regan, về lâu đài thôi. Công chúa đưa cho mình chiếc khăn tay này là có ý gì? Thở đừng đâu, mau ra đây. À đúng rồi, đây là chiếc khăn mà công chúa dùng để triệu tập các anh em thợ rừng mà. Thợ rừng đâu, mau ra đây. Chúng ta là ba anh em thợ rừng. La la la. Quang em đi. Sao lại là cậu? Công chúa đâu xa đâu rồi? Công chúa đang ở trong lâu đài. Nàng ấy đã đưa chiếc khăn này cho ta. Nếu vậy thì từ bây giờ cậu chính là chủ nhân của chúng tôi. Ta là chủ nhân của các ngươi sao? Đúng vậy. Ai có trong tay chiếc khăn thần sẽ là chủ nhân của anh em thợ rừng chúng tôi. Công chúa Rosalai, không ngờ nàng lại tốt và tin tưởng giao cho ta một vật quý giá như vậy. Harry, cậu muốn chúng tôi làm gì? Được. Vậy trước khi trời tối, các ngươi hãy giúp ta dọn sạch hồ nước rộng lớn kia để nó trông sáng như gương soi. Trong hồ phải có đủ các loại cá. Tuân lệnh hoàng tử Henry. Anh em thợ rừng mau làm việc thôi. Mình được cứu rồi. Công chúa Rosalai, cảm ơn nàng. Không biết Henry có nhớ cách sử dụng khăn thần hay không. Trời gần tối rồi, thật lo quá. Regan, người làm ta giật cả mình. Tránh ra. Cha sai Regan giám sát mình như vậy, sao mình giúp Henry được đây? Rosalai, con lại muốn giúp đỡ cho cái tên Henry đó sao? Dạ con không có ý đó. Tốt. Chuyện con lén bỏ thuốc ngủ vào bánh, cha tạm thời không truy cứu. Nhưng con không được tiếp tay cho Henry bất cứ lần nào nữa. Nếu không thì đừng có trách cha. Cha đã nói với con rất nhiều lần rồi, bất cứ ai ở bên ngoài Dương quốc cây lá gai cũng đều xấu xa hết. Con nên cẩn thận thì hơn. Nhưng Henry chỉ muốn có bảo bối để giúp hưu thần có lại cặp sừng thôi mà. Chàng đâu có ác ý gì đâu thưa cha. Làm sao biết hắn ta còn muốn gì nữa không? Ta đã nói rồi, Dương quốc cây lá gai không phải là nơi cứ muốn đến xin này nọ là được. Hắn phải chịu sự trừng phạt. Cha thật vô lý. Đứa con gái này, ta yêu thương nó biết bao nhiêu mà bây giờ vì một người ngoài lại dám cãi lại ta. Regan, tiếp tục canh chừng công chúa, có nghe chưa? Tuân lệnh đất vua. Mà trời cũng sắp tối rồi, để coi lần này Henry có hoàn thành được thử thách của ta hay không. Hồ đã sạch đẹp rồi, giờ chỉ còn bắt cá về đầy hồ nữa là xong. Tốt quá rồi, các thợ rừng giỏi quá. Thợ rừng, mau trở về nhà. Sao nào Henry, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa? Mời đức vua kiểm tra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin đức vua hãy trao bảo bối như lời đã hứa. Chắc chắn đã có người giúp cho hắn. Nếu không thì làm sao chỉ với một cái cuốc bằng thủy tinh, hắn ta có thể dọn sạch hồ cá và còn thời gian bắt cá bỏ đầy vào trong hồ như vậy. Thưa đức vua, đúng là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thôi được, ngươi cứ về lâu đài nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ giao bảo bối cho ngươi. Đa tạ đức vua. Ngươi đừng có vội mừng, nhất định ta sẽ điều tra làm rõ coi ai đã giúp ngươi dọn sạch hồ cá. Henry, chúc mừng chàng đã vượt qua thử thách của vua cha. Cảm ơn Rosalai,
tất cả là nhờ nàng giúp đỡ. Ta gửi lại nàng chiếc khăn thần. Cũng may nhờ có anh em thợ rừng giúp đỡ nên ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của đức vua. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, ta xin trả lại cho nàng. Đi gánh, lại là ngươi. Trả chiếc khăn cho ta. Regan, ngươi làm tốt lắm. Thì ra ngươi đã dùng chiếc khăn thần triệu tập anh em thợ rừng để giúp ngươi. Ngươi đã gian lận. Ngươi đâu? Nhốt hắn vào ngục cho ta. Nhưng chính đức vua đã cố tình làm khó tôi trước, khi chỉ đưa mỗi chiếc rìu và chiếc cuốc bằng thủy tinh để hoàn thành thử thách. Tôi không phục. Ngươi không phục thì ngươi cũng phải bị trị tội. Xin cha hãy tha cho Henry. Chính con đã đưa chiếc khăn thần cho chàng. Nếu trừng phạt, xin cha hãy trừng phạt con. Rosalai, đây là chiếc khăn thần vô cùng quý giá. Ta tặng nó cho con vì hy vọng các thợ rừng có thể sẽ luôn kề bên, sẵn sàng bảo vệ con mọi lúc mọi nơi. Không ngờ con lại dùng nó để giúp đỡ cho người ngoài. Được, vậy thì ta cũng sẽ trừng phạt con. Không, khăn thần của con. Rosalai, ta xin lỗi nàng, là ta đã liên lụy nàng. Đây là bài học cho con. Vì sai lầm này mà từ nay con sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại các anh em thợ rừng nữa. Các anh em thợ rừng yêu mến của ta, cha thật nhẫn tâm. Họ đã bầu bạn với con nhiều năm qua, sao cha nỡ lòng nào. Vậy thì đừng bao giờ cố tình làm trái ý của cha. Còn Henry, người đâu? Nhốt hắn vào ngục cho ta. Nàng coi có tức không? Rosalie dám lấy khăn thần ta tặng đi giúp đỡ cho cái tên Henry xa lạ kia. Bây giờ còn trách ngược lại ta là nhẫn tâm nữa. Sao? Có chuyện này sao? Thiếp chợt nghĩ, hay là con gái chúng ta có tình cảm đặc biệt với Henry, nên mới cố tình giúp cậu ấy hết lần này đến lần khác. Không thể được. Ta không cho phép điều này diễn ra. Rosalie chỉ được phép lấy người thuộc vương quốc cây lá gai mà thôi. Kìa, đức vua, tình cảm không phải là chuyện muốn cấm đoán là được. Với lại, cũng là suy đoán của thiếp mà thôi. Nghe hoàng hậu nói vậy ta càng lo hơn. Sáng mai ta phải nhanh chóng xử lý Henry mới được. Thôi được, nhưng cậu hãy nhớ, bất cứ khi nào thấy nguy hiểm thì hãy mau chóng trở về. Hãy hứa với ta như vậy. Ta hứa, cảm ơn ngươi. Hưu thần, ta không thể giữ lời hứa với ngươi được rồi. Với tình cảnh hiện tại, ta cũng chẳng biết mình còn có thể trở về được nữa hay không. Hoàng hậu, người hãy ráng uống chén thuốc bổ cho mau khỏe à. Ngày nào Henry còn chưa trở về, ta có uống bao nhiêu thuốc bổ cũng chẳng thấy khỏe được. Nhưng người phải uống thuốc đều đặn thì mới sớm khỏe. Khỏe rồi thì mới tiếp tục có sức mà tìm Henry được. Còn đâu phải, ta phải khỏe để còn đích thân đi tìm Henry. Suốt mấy ngày qua, lúc nào con cũng túc trực bên cạnh ta. Thực sự ta rất cảm động. Hoàng hậu đừng khách sáo với con như vậy. Ba mẹ con mất sớm, từ nhỏ người đã quan tâm con như người trong hoàng tộc, còn cho con học hành, vui đùa cùng Henry. Con rất biết ơn và cũng rất quý mến người. Vậy con có tình cảm gì với hoàng tử không? Tốt quá rồi. Đợi Henry trở về, ta nhất định sẽ tổ chức lễ cưới long trọng cho hai đứa nha. Nhưng con chưa biết ý của Henry thế nào. Hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ý của ta thì cũng chính là ý của Henry. Vậy con xin cảm ơn hoàng hậu đã tác hợp cho chúng con ạ. Từ nay con có thể gọi ta là mẹ được rồi, con dâu ngoan của mẹ. Mẹ thật không uổng công ta bao nhiêu năm qua đã cố lấy lòng hoàng hậu. Bây giờ chỉ cần Henry trở về thì mình chắc chắn sẽ trở thành vợ của hoàng tử rồi. Chuyện gì vậy? Các ngươi, Rosalie, là nàng. Henry, đi mau thôi.
Nếu đức vua biết nàng cứu ta như vậy, ông ấy sẽ không để yên cho nàng. Chuyện chiếc khăn thần bị đốt cháy là ta đã có lỗi với nàng, ta không muốn liên lụy nàng thêm. Chuyện đã lỡ rồi, ta không trách chàng đâu. Nhưng nếu đêm nay chàng không trốn đi, e sẽ không kịp mất. Kìa đức vua, tình cảm không phải là chuyện muốn cấm đoán là được. Với lại cũng là suy đoán của thiếp mà thôi. Nghe hoàng hậu nói vậy ta càng lo hơn. Sáng mai ta phải nhanh chóng xử lý Henry mới được. Henry, chúng ta nhanh đi thôi. Rosalie, ta rất cảm kích vì sự giúp đỡ của nàng. Nhưng nếu nàng bỏ trốn cùng ta, thì sau này làm sao nàng quay trở lại Vương quốc cây lá gai được nữa. Ta không thể vì mạng sống của mình mà ích kỷ làm hại nàng mất đi gia đình. Nhưng ta không thể để chàng gặp nguy hiểm. Ta không muốn cha ta làm hại người vô tội và cũng là người ta yêu quý. Rosalie, cảm ơn nàng. Thật may mắn là ta đã gặp nàng. May mắn nhất là nàng cũng đối xử tốt với ta như tấm lòng ta dành cho nàng. Nhất định ta sẽ không bao giờ phụ bạc tình cảm của nàng. Nàng yên tâm, chỉ cần an toàn trở về Vương quốc Hoa Hồng, ta nhất định sẽ thưa chuyện với mẹ để hỏi cưới nàng. Ta tin chàng. Bây giờ thì chúng ta đi nhanh thôi. Mong cha mẹ hãy hiểu cho con. Cái gì? Henry đã trốn thoát, lại là công chúa đã giải cứu cho hắn ta. Regan, mau đuổi theo, không được để chúng rời khỏi Vương quốc cây lá gai. Tôi sẽ lại, dừng lại. Henry, đừng không thoát khỏi ta đâu. Ôi, cha ta sắp đuổi tới nơi rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là nàng cứ giao ta cho cha nàng đi, nàng sẽ không bị trách phạt. Henry, chàng đừng nói vậy. Có khó khăn cách mấy, ta cũng sẽ tìm cách vượt qua cùng chàng. Ta nhớ ra một chiêu phép thuật mà mẹ ta từng dạy. Bây giờ ta sẽ biến chàng thành bụi gai, còn ta thành một đóa hoa hồng ở giữa bụi gai đó. Henry, chàng nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phát ra tiếng động. Rõ ràng ta vừa thấy Rosalie và Henry mà, sao tới đây lại mất dấu rồi? Regan, người có thấy chúng không? Regan, ngươi ồn ào quá đi. Chúng có thể trốn ở đâu được kìa. Hoa hồng, hoa hồng, kiệt kiệt. Hoa hồng, hoa hồng, kiệt kiệt, kiệt kiệt. Chúng ta đang đi tìm người, không phải là đi dạo chơi hái hoa đâu Regan. Mau đi thôi. Xém chút nữa là Regan phát hiện ra rồi. Rosalie, nàng thật giỏi. Chúng ta đừng mừng vội, mau chóng đi tiếp rồi nói. Chỉ cần đến bìa rừng thuộc Vương quốc Hoa Hồng thì chúng ta sẽ an toàn. Đức vua, người đã tìm thấy Rosalie và Harry chưa? Đúng ra ta đã đuổi kịp, nhưng cuối cùng lại để mất dấu. Đúng là tức chết mà. Mất dấu như thế nào? Đức vua hãy kể cho thiếp nghe xem. Thì ta đuổi theo mãi, sau đó chỉ thấy một bụi gai và một đóa hoa hồng mà thôi. Đó là phép biến hình mà thiếp đã dạy cho Rosalie. Chỉ cần đức vua hái đó hoa hồng thì bụi gai cũng sẽ đi theo người. Trời ơi, thì ra là vậy. Regan đã cố ý nhắc rồi mà ta lại không để ý mới chết chứ. Mau đuổi theo, lần này nhất định phải bắt cho được chúng trở về. Rosalie, Henry, dừng lại ngay. Ôi, cha ta lại sắp đuổi tới rồi. Chúng ta phải làm sao? Hay nàng lại biến thành đóa hoa hồng và ta trở thành bụi gai? Không được, chắc chắn cha sẽ nghi ngờ. Chúng ta phải đổi cách khác thôi. Cách khác sao? Ta nghĩ ra rồi. Bây giờ ta sẽ biến chàng thành một cỗ xe ngựa và biến mình trở thành một ông lão đánh xe ngựa. Henry, cha nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng. Vì giờ chàng là cỗ xe và con ngựa đó. Rõ ràng ta vừa mới thấy Rosalie và Henry.
sao lại mất dấu nữa rồi? Regan, ngươi tìm xung quanh coi có bụi gai và đóa hoa hồng nào khả nghi hay không? Không có, không có. Lạ thật. Regan, không được vô lễ với người lớn tuổi. Regan, chúng ta đang đi tìm người, không phải đi phá rối người khác đâu. Mau đi thôi. Con Regan này thật lợi hại, xém chút nữa là bị nó phát hiện ra rồi. Rosalai, nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Thiếp không sao, nhưng chắc chắn vua cha và Regan sẽ sớm nghi ngờ. Mình tiếp tục đi thôi. Giữa khu rừng vắng vẻ lại có một ông lão đánh xe ngựa kỳ lạ. Đức vua không nghi ngờ gì sao? À, đúng rồi, nàng nhắc ta mới thấy chuyện này lạ thật. Vì đó chỉ là phép biến hình mà thiếp đã dạy cho Rosalai. Chỉ cần đức vua bắt ông lão thì cỗ xe ngựa cũng đi theo. Trời ơi, thì ra là vậy. Regan đã ra hiệu rồi nhưng ta lại không để ý. Lần này vẫn bị Rosalai và Henry qua mặt nữa. Hay là đức vua để thiếp trực tiếp ra tay? Cũng được. Hoàng hậu tinh thông nhiều phép thuật, vậy nàng hãy mau đuổi theo Rosalai và Henry kẻo không kịp. Được, đức vua cứ ở lâu đài đợi tin thiếp. Thiếp cũng muốn xem là chàng trai nào đã khiến cho con gái mình thay đổi nhiều như vậy. Rosalai, con không thể chạy thoát đâu, mau dừng lại. Ôi không, giờ chính mẹ đang đuổi theo chúng ta. Hoàng hậu sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đành liều một phen vậy. Thiếp sẽ biến chàng thành một cái hồ và biến mình thành một con cá. Sao tới hồ nước này lại mất dấu rồi? Thật lạ lùng. Chút phép thuật của con thì làm sao qua mắt được mẹ hả Rosalai? Nguy rồi. Lẽ nào mẹ đã phát hiện ra phép biến hình của mình? Nếu đã không bắt được Harry thì ta đành bắt đỡ con cá nhỏ này về trị tội vậy. Rosalai, mẹ phải thử xem người con dành nhiều tình cảm có thật sự yêu con hay không. À, đau quá, đau quá. Không, xin hoàng hậu đừng làm đau nàng ấy. Thiếp đã dặn chàng, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng, kẻo phá hỏng phép thuật. Vậy mà chàng... Nhưng ta không thể để nàng vì ta mà đau đớn như vậy. Ta không chịu được. Hoàng hậu, xin bà cứ trị tội tôi. Công chúa không có lỗi gì cả. Là tôi đã ép buộc công chúa giải cứu mình. Không thưa mẹ, là con tình nguyện cùng Henry bỏ trốn. Xin mẹ hãy tha cho chàng. Mẹ muốn trách phạt con sao cũng được. Các ngươi đã làm trái lệnh của đức vua, vượt ngục bỏ trốn, cả hai đều đáng bị trừng phạt. Rosalai, con là công chúa của vương quốc, được mẹ truyền dạy phép thuật là để bảo vệ bản thân, sau này có trách nhiệm để bảo vệ thần dân của mình. Vậy mà con lại dùng nó để đối phó ngược với cha mẹ mình, con biết lỗi của mình chưa? Con biết, con đã làm cho cha mẹ buồn lòng, nhưng thật lòng, con chỉ muốn bảo vệ người mà con yêu thương. Mong mẹ hãy hiểu cho con. Hoàng hậu, xin bà cứ trị tội tôi. Tôi sẵn sàng nhận mọi trừng phạt. Được, là ngươi tự xin chịu phạt thì đừng trách ta. Chỉ cần ngươi bỏ mạng tại đây, ta sẽ không truy cứu tội của Rosalai nữa. Không, Henry, chàng đừng làm vậy. Nếu không có chàng, ta cũng không thiết sống nữa. Mẹ! Rosalai, hãy nghe ta. Nàng hãy trở về vương quốc và xin lỗi đức vua. Ông ấy là cha nàng, nhất định sẽ tha thứ cho nàng thôi. Cảm ơn nàng vì khoảng thời gian qua đã cùng ta vượt qua bao sóng gió. Không, Ta không sao cả. Chuyện này, đây chỉ là một phép thử, để xem Harry có xứng đáng với tình cảm của con không. Thôi được rồi, từ nay ta sẽ không ngăn cấm hai con nữa. Con cảm ơn mẹ. Cảm tạ hoàng hậu. Rosalai, ta biết con đã thật sự phải lòng Henry, và cậu ấy cũng thật lòng với con. Nhưng tạm thời,
cha con sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Bởi thế, tốt nhất hai con cứ lánh đi nơi khác. Ta sẽ khuyên nhủ đức vua sao? Con hiểu rồi, thưa mẹ. Nhưng còn chuyện này khiến ta vô cùng lo lắng. Bởi chỉ cần rời khỏi Dương quốc cây lá gai thì mọi phép thuật con đang có đều mất đi. Con sẽ không thể bảo vệ chính mình được nữa. Xin hoàng hậu an tâm, con là hoàng tử Dương quốc Hoa Hồng. Con xin hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ công chúa. Được, vậy ta cũng yên tâm phần nào. Đây là ba hột hồ đào thần kỳ mà ta đã luyện thành trong nhiều năm. Rosalie, con hãy giữ thật kỹ bên mình. Nó sẽ giúp được con trong những lúc khó khăn nhất. Con cảm ơn mẹ. Con hãy nhớ rằng hạt hồ đào tuy thần kỳ nhưng có hai việc nó không thể thực hiện được. Một là không thể cứu người chết sống lại. Hai là không thể ép buộc tình cảm của người khác dành cho mình. Con nhớ rồi. Con nhất định sẽ giữ chúng thật cẩn thận. Thôi, không còn sớm nữa. Hai con hãy mau đi đi. Đến đây, phép thuật của thiếp không còn linh nghiệm nữa rồi. Chúng ta phải đi bộ thôi. Không sao, chỉ cần đi một đoạn là tới lâu đài của ta rồi. Nàng chịu khó nha, Rosalie. Ôi, Henry, cuối cùng cậu cũng quay lại. Đây là... Mừng vì ta có thể gặp lại hưu thần. Đây là Rosalie, công chúa Dương quốc cây lá gai. Nếu không có nàng ấy, chưa chắc ta còn sống đến hôm nay. Thì ra, đây chính là hưu thần. Cũng là lý do mà chàng lặn lội đến Dương quốc cây lá gai sao? Chỉ tiếc là dù thực hiện nhiều thử thách của đức vua, nhưng ông ấy vẫn không trao bảo bối cho ta. Hưu thần, ta xin lỗi. Kìa Henry, cậu vì ta mà mạo hiểm như vậy, ta không trách cậu đâu. À, khoan đã, hạt hồ đào thần kỳ có lẽ sẽ giúp được hưu thần. Nhưng đó là vật báo mà hoàng hậu đặc biệt tặng cho nàng phòng khi gặp khó khăn. Không sao đâu Henry, thiếp vẫn còn tới hai hạt hồ đào mà. Vả lại, thiếp rất cảm động sau khi nghe chuyện của hưu thần. Hãy để thiếp được giúp chàng và hưu thần. Hạt hồ đào thần kỳ, hãy giúp hưu thần mọc lại cặp sừng đã mất. Ôi, ta cứ tưởng sẽ không bao giờ có được cặp sừng như xưa. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Cảm ơn hoàng tử Henry và công chúa Rosalie rất nhiều. Hy vọng từ nay ngươi sẽ bỏ qua tội lỗi mà mẹ ta đã gây ra và hãy sống vui vẻ như xưa nha hưu thần. Tôi chúc hoàng tử và công chúa hạnh phúc nha. Thôi, tôi đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt hưu thần. Tới lâu đài của ta rồi. Rosalie, nàng hãy ở đây nghỉ ngơi. Ta vào thương chuyện với mẹ, sau đó lấy xe ngựa ra đón nàng vào nha. Được, vậy thiếp đợi chàng. Thưa hoàng hậu, hoàng tử đã trở về. Bà ca, bà nói sao? Ta không nghe nhầm chứ? Thưa mẹ. Henry, con đã đi đâu nhiều ngày quá. Con có biết mẹ nhớ và lo lắng cho con nhiều lắm không? Con xin lỗi mẹ, nhưng bây giờ con đã mạnh khỏe trở về, con sẽ không làm cho mẹ phải bận tâm nữa. Từ ngày chàng đi, mẹ không có ngày nào ngủ ngon. Mẹ thật sự rất lo cho chàng. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Nhưng sao Emma lại gọi mẹ là... Con đã trở về rồi. Con nghỉ ngơi rồi vài ngày nữa mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Emma. Lễ cưới? Đúng là con muốn tổ chức một lễ cưới, nhưng mà... Con yên tâm, mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa một lễ cưới thật long trọng. Những ngày con đi, Emma đã chăm sóc mẹ rất nhiều. Emma là con gái của dòng dõi bậc trung thần, từ nhỏ lại lớn lên cùng con. Hai đứa con quả thật là vô cùng xứng đôi. Không, con chỉ muốn tổ chức lễ cưới với người con yêu, và người ấy không phải là Emma, thưa mẹ. Hả? Con nói sao? Con không muốn lấy Emma. Vậy con muốn cưới ai? Thưa mẹ, con muốn cưới Rosalie,
là con gái của đức vua và hoàng hậu Vương quốc Cây Lá Gai. Không đời nào. Đó là con gái của một đức vua nổi tiếng độc ác và một bà hoàng hậu có dòng dõi phù thủy. Nó không xứng với con. Nhưng con chỉ yêu một mình Rosalai. Cả cuộc đời này con chỉ muốn cưới nàng ấy làm vợ. Kìa Emma, bà Cara, mau đuổi theo xem Emma thế nào. Dạ thưa hoàng hậu. Henry, con có biết con vừa làm tổn thương Emma không? Vậy tại sao mẹ lại tự ý quyết định người con sẽ cưới làm vợ? Mẹ cũng đang làm tổn thương con và Rosalai đó. Vì mẹ muốn tốt cho con. Mẹ biết ai là người phù hợp với con nhất. Không, mẹ chỉ đang chọn người phù hợp trong mắt mẹ mà thôi. Mẹ hãy nghe con giải thích. Rosalai đã vì con mà làm rất nhiều chuyện. Chúng con thật lòng. Trong lúc Henry giải bày về tình cảm của mình và Rosalai, thì hoàng hậu đã nhanh tay đưa vào miệng Henry viên thuốc quên đi mà hưu thần cho bà, khiến hoàng tử vô cùng bất ngờ. Mẹ là như vậy. Henry, con hãy quên đi tất cả những ký ức về Rosalai, người con yêu và muốn cưới làm vợ chính là Emma. Không phải vậy, không phải. Xin lỗi mẹ, mẹ vừa nói gì? Ta nói con mệt rồi. Hãy về phòng nghỉ ngơi, để vài ngày tới chuẩn bị tổ chức lễ cưới với Emma. Dạ thưa mẹ. Cũng may ta vẫn luôn giữ viên thuốc quên đi của hưu thần, bây giờ mới có dịp dùng đến. Henry, mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng trách mẹ nhé. Sao mãi mà không thấy Henry ra đón mình vậy? Hoàng tử sắp tổ chức đám cưới, chuẩn bị lại nhiều việc đây. Thông báo tổ chức lễ cưới của hoàng tử Henry và tiểu thư Emma. Không thể nào. Emma, con đừng giận Henry vì những lời nói hôm trước nha. Sắp tới ngày vui của hai con, ta sẽ chọn cho con một bộ váy lộng lẫy nhất. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bộ này chưa đủ sang trọng. Chiếc váy này lại quá sặc sỡ. Này cô kia, hôm nay ta vẫn cần tìm chiếc váy cưới thật xinh đẹp cho Emma, vợ tương lai của hoàng tử. Chiếc váy mà ngươi muốn dâng lên đâu? Thưa hoàng hậu, thưa tiểu thư Emma, tôi có thể dâng lên bất cứ chiếc váy nào theo yêu cầu, nhưng tôi có một điều kiện nhỏ. Ngươi muốn ta ban thưởng gì chứ? Yên tâm, chỉ cần Emma thích, ta sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều vàng bạc. Thứ tôi muốn không phải là vàng bạc. Không muốn vàng bạc. Vậy cô muốn gì? Dạ thưa, tôi muốn ngủ trước cửa phòng của hoàng tử Henry một đêm. Yêu cầu của ngươi thật khó hiểu. Kìa mẹ, yêu cầu của cô ta tuy khó hiểu nhưng cũng chẳng làm hại ai. Dù gì chúng ta đã xem rất nhiều mẫu váy rồi nhưng chẳng chọn được chiếc nào. Hãy xem chiếc váy của cô ta thế nào đã. Thôi được, nếu Emma ưng ý chiếc váy của ngươi, ta sẽ chấp thuận yêu cầu này. Cảm ơn hoàng hậu. Hãy cho ta một chiếc váy cưới lộng lẫy, kiêu sa nhất trên thế giới này. Wow, chiếc váy như đang tỏa sáng lấp lánh. Đây đúng là thứ mà ta đang tìm kiếm. Emma, con sẽ là cô dâu xinh nhất trần đời khi diện chiếc váy này vào ngày cưới. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi để đổi lấy chiếc váy này cho Emma. Tối nay ta sẽ sắp xếp để ngươi được ngủ trước cửa phòng của hoàng tử. Cảm ơn hoàng hậu. Theo lệnh của hoàng hậu, tối nay cô có thể ngủ ở đây. Cảm ơn bà. Henry, chàng có nhớ thiếp không? Thiếp chính là Rosalai đây. Chàng có nhớ khoảng thời gian mình ở bên nhau, cùng trải qua biết bao thử thách, gian truân. Thiếp đã giúp chàng đốn cả cánh rừng rộng lớn. Thiếp đã đưa cả khăn thần để giúp chàng dọn sạch hồ nước. Thiếp đã cãi lời cha, giải cứu cho chàng khỏi ngục tù.
rồi cùng chàng chạy trốn cả quãng đường dài. Henry, chẳng phải chàng từng hứa trước mặt mẹ thiếp sẽ yêu thương, bảo vệ thiếp cả đời sao? Xin hoàng hậu an tâm, con là hoàng tử Dương quốc Hoa Hồng, con xin hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ công chúa. Tại sao bây giờ chàng lại quên tất cả những ký ức của chúng ta? Tại sao chàng lại bỏ rơi thiếp để cưới một người khác? Henry ơi, xin chàng hãy nhớ lại. Thì ra cô ta chính là Rosalie, người mà Henry muốn cưới. Cũng may mình đã tính toán trước. Emma, nàng vẫn chưa ngủ sao? Thiếp hơi lo lắng trước ngày cưới nên vẫn chưa ngủ được. À, thiếp có pha cho chàng một ly trà hoa hồng, chàng uống để dễ ngủ nhé. Cảm ơn Emma, nàng thật là chu đáo. Mình nhất định không để cô ta phá hỏng lễ cưới của mình. Hoàng tử Henry, sao trông cậu uể oải vậy? Hôm nay là ngày vui của cậu và tiểu thư Emma mà. Bà Cara, ta thật không thể nào hiểu nổi chính bản thân mình. Hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng ta lại chẳng thấy vui chút nào hết. Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả? Không, ta không sao. Ta chỉ không biết liệu Emma có thật sự là người ta muốn lấy làm vợ không. Nếu phải thì tại sao ta lại không có chút cảm xúc nào với nàng ấy? Chắc do ta lo lắng quá. Bà Cara, hãy mau chuẩn bị lễ phục giúp ta đi. Dạ, tuân lệnh hoàng tử. Emma, tại sao lại nhốt ta? Chẳng phải cô đã có chiếc váy mà cô muốn rồi sao? Mau thả ta ra. Vì sao nhốt cô lại à? Vì tất cả những gì cô kể lễ trước cửa phòng của Henry, ta đều nghe thấy cả rồi. Nhưng rất tiếc, Henry đã bị ta chuốc thuốc ngủ nên chẳng nghe được lời nào của cô cả. Cô cười gì? Thì ra là vậy. Có phải cô đang lo sợ nếu Henry nghe được toàn bộ mọi chuyện thì chàng sẽ không đồng ý cưới cô nữa không? Nói bậy. Cô càng tức giận thì chứng tỏ càng thiếu lòng tin vào chính bản thân cô. Đúng là ta không biết vì sao Henry bỗng nhiên quên đi mọi ký ức của chàng và ta. Nhưng ta tin rồi một ngày nhất định chàng sẽ nhớ lại tất cả. Nhớ lại tất cả thì sao? Lúc đó cô chẳng còn trên đời này nữa đâu. Rosalie! Emma, cô muốn gì? Chỉ khi nào cô thật sự biến mất thì hoàng tử Henry mới vĩnh viễn thuộc về một mình ta. Hôm nay là ngày vui của ta và hoàng tử, ngươi hãy trừ khử cô ấy một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng thôi. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai công chúa, sâu xa, sâu xa. Ôi Regan, là ngươi thật sao? Ngươi tới giúp ta sao? Bảo vệ công chúa, bảo vệ công chúa. Có phải vua cha đã sai ngươi đi bảo vệ ta không? Cảm ơn cha. Regan, nhanh đi thôi, ta phải tới hôn lễ của Henry, kẻo không kịp. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta xin trân trọng tuyên bố Emma sẽ chính thức trở thành... Khoan đã, khoan đã. Henry, chàng không thể cưới cô ta. Sao cô ta vẫn còn sống? Đúng là lũ ăn hại. Henry, thiếp là Rosalie đây, là người cùng chàng vượt qua bao khó khăn để được ở bên nhau. Chàng hãy nhớ lại đi. Rosalie, ta có quen nàng sao? Cô muốn gì? Sao lại phá rối lễ cưới của Henry và Emma? Mẹ, đây chính là Rosalie, con gái của đức vua Dương quốc Cây Lá Gai và hoàng hậu phù thủy đó. Không ngờ cô dám tìm tới tận đây. Lính đâu, bắt lấy cô ta. Đông quá, đông quá. Tiêu rồi, tiêu.
ta vẫn còn hạt hồ đào cuối cùng. Hạt hồ đào thần kỳ, hãy giúp Henry yêu lại ta như lúc trước. Con hãy nhớ rằng hạt hồ đào tuy thần kỳ, nhưng có hai việc nó không thể thực hiện được. Một là không thể cứu người chết sống lại. Hai là không thể ép buộc tình cảm của người khác dành cho mình. Không, chẳng lẽ chúng ta lại khuất phục trước thử thách này sao Henry? Xin mẹ đừng khoan nhượng, mau xử cô ta tội chết. Dừng lại, hoàng hậu. Hả? Hư thần, ngươi muốn gì? Hoàng hậu đừng sợ, hôm nay ta đến đây chỉ để trả ân. Chính hoàng tử Henry và công chúa Rosalie đã giúp ta có lại cặp sừng. Vì vậy, ta không thể thấy hai người họ gặp nạn mà không cứu. Rosalie, nàng không sao chứ? Cuối cùng chàng cũng nhớ lại thiếp rồi sao? Nàng là người ta yêu thương và muốn cưới làm vợ, tại sao ta có thể quên nàng chứ? Ta thật có lỗi. Henry, chính mẹ cậu đã dùng viên thuốc quên đi mà ta đưa năm xưa để khiến cậu mất ký ức về Rosalie. Nhưng không sao, ta đã giúp cậu lấy lại ký ức rồi. Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Mẹ có biết chính Rosalie đã cứu con thoát chết rất nhiều lần không? Nàng ấy vì con làm trái cả lệnh vua cha, chịu nhiều ấm ức khi cùng con chạy trốn. Nếu không có nàng thì con đã chẳng thể an toàn trở về rồi. Mẹ không biết những chuyện này. Rosalie, ta thật sự xin lỗi con vì những định kiến của mình dành cho những người thuộc vương quốc cây lá gai. Mọi chuyện đã qua rồi, con mong từ nay người hãy hiểu và tác hợp cho tình cảm của chúng con. Thưa mẹ, Rosalie mới là người con muốn lấy làm vợ. Còn Emma, trước giờ con chưa hề dành tình cảm gì cho nàng ấy. Xin mẹ hãy tôn trọng những quyết định của con. Rosalie, ta phải giết cô. Emma, con làm gì vậy? Đó là ân nhân của hoàng tử mà. Tại cô, chỉ tại sự xuất hiện của cô ta mà con đã mất Henry. Con thật không cam tâm. Thưa hoàng hậu, sau khi biết mọi chuyện, chính Emma đã bắt con vào ngục định sát hại nhưng bất thành. May mắn Regan đã đến cứu kịp thời. Emma, không ngờ cô lại quá độc ác. Cũng may Rosalie không có mệnh hệ gì, nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Ta thật thất vọng về con. Người đâu, mau dạy Emma vào ngục chờ xử lý. Không, không. Mọi việc đã giải quyết xong, ta không thể rời khỏi khu rừng quá lâu. Chúc hoàng tử và công chúa luôn hạnh phúc bên nhau. Tạm biệt tất cả mọi người. Hư thần, xin chờ một chút. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn dai dứt vì chưa có lời xin lỗi chính thức với ngươi. Ta thật sự đã quá ích kỷ, chỉ vì muốn cứu con trai mình mà nhẫn tâm phản bội tình bạn của chúng ta, khiến ngươi phải chịu nhiều đau đớn. Ta chân thành xin lỗi ngươi, hư thần. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng hoàng tử Henry và công chúa Rosalie cũng được sống hạnh phúc bên nhau. Còn Emma, sau khi hãm hại Rosalie bất thành, đã bị giáng làm thường dân và phải rời khỏi cung điện. Sau một thời gian, đức vua vương quốc cây lá gai cũng nguôi giận và dần chấp nhận chuyện tình cảm của Rosalie và Henry. Kể từ đó, cả hai vương quốc cùng sống chan hòa, đoàn kết. Qua đã bán con bò rồi. Trời, đúng là một cây đậu thần, không thể tin được. Không biết trên đó có gì nữa. Ông lão nói gì ta? Ông ấy nói nó sẽ mang lại kho báu lớn lao sao? Hay ta thử leo lên trên xem. Không ngờ lại cao như vậy. Cây đậu có hoa
thì hẳn sẽ có trái. Lên cao chút nữa biết đâu sẽ hái được những trái đậu khổng lồ, chắc sẽ được giá lắm. Mẹ sẽ không phải buồn rầu lo cái ăn mỗi ngày nữa. Không biết cây đậu này sẽ cao tới đâu nữa. À, đói bụng quá. Từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì hết. Mình cứ vào trong xin chút gì bỏ bụng coi sao. Jack ơi, Jack ơi, thật khủng khiếp, cây gì thế này? Jack ơi, lạnh chưa? Mau đóng tiền thuế. Tôi thưa lãnh chúa, xin hãy cho tôi thêm 3 ngày. À thôi, 1 ngày cũng được. Con trai ngươi hôm qua dám chọc giận ta, ta chưa bắt ngươi đóng tiền phạt là may lắm rồi. Xin lãnh chúa hãy rộng lòng tha thứ cho con trai tôi còn nhỏ dại. Tiền thuế chỉ 1 ngày thôi, tôi sẽ trả đủ. Người đâu, bắt bà ta cùng những kẻ không đóng tiền thuế khác giam lại cho ta. Trời, sao nhà lại có chó dữ vậy? Tha cho tôi, tha cho tôi. Có ai cứu tôi không? Mày thích ăn đậu sao? Nơi này thật là to lớn. Cún cưng của ta. Ai thế này? Đừng sợ, cậu là ai? Sao lại đến được đây? Hãy bọn trốn thuế này về lâu đài, cho chúng làm nô lệ đến khi nào chúng trả hết nợ thì thôi. Dù không thu được vàng, nhưng ta cũng có được một đám nô lệ. Ta sẽ dắt kiệt sức của chúng để bù lại số vàng kia. Vậy là nhờ cây đậu thần mà tôi lên đến đây được. Vậy là cha ta đã đưa đậu thần cho cậu lên đến đây. Hả? Cha cô? Đúng vậy. Cha ta là chủ lâu đài này, nơi đây cai quản những đồ vật phép thuật của các tiên. Nhưng tên khổng lồ nọ đã tấn công bất ngờ và khiến cha ta rơi xuống trần gian. Nghe cậu kể thì cha ta đã bị mất hết phép thuật và không thể quay lại đây được nữa. Đậu thần chính là của cha ta. Có việc gì tôi có thể giúp cho cô không? Ta không biết nữa. Bây giờ ta phải tìm được cây đũa thần bị gã khổng lồ cướp mất thì sẽ tìm được cách. Nhưng cô không biết gã khổng lồ cất ở đâu sao? Tên khổng lồ về rồi. Cậu phải mau trốn đi. Nếu hắn bắt được cậu thì... Tôi không dám nghĩ tới điều đó. Vậy tôi biết trốn ở đâu đây? Đồ ăn trưa của ta đâu? Có mùi con người à? Làm gì có ai? Ngươi nghe lầm rồi, chẳng có ai ở đây hết. Vậy còn cái này? Ta đang làm thử món bánh mới, có trộn thịt heo nướng trong đó. Có lẽ ngươi đã ngửi nhầm mùi rồi.
đem lên ta ăn xem. Bất cứ thứ gì có thịt nướng ta đều thích. Suýt nữa thì... Cậu ở đây ăn bánh đi. Tôi phải đem bữa trưa lên cho hắn. Sau khi hắn ngủ say, cậu có thể đi khỏi đây. Hắn sẽ không biết gì đâu. Những đồng tiền vàng xinh đẹp của ta, kho báu của ta. Nếu có thể đem được một vài đồng về thì có lẽ tên lãnh chúa sẽ để yên cho mẹ con mình. Cậu muốn chết hay sao mà vào đây? Hắn không còn tỉnh táo nữa, cậu mau trở về nhà đi. Đi đi. Ta không thể để cho cô tiên biết, nếu không cô ấy sẽ bị giả lây. Nhưng ta cần một ít đồng vàng để cứu mẹ và những người hàng xóm nghèo đói. Chỉ một đồng tiền là đủ, hắn sẽ không biết đâu. Không biết tên khổng lồ đang ngồi ở phòng nào. Sao mình tìm mãi vẫn chưa thấy hắn? 1001. 1005. Cơ hội của mình đây rồi. Chắc chừng này là đủ rồi. Huy chết rồi. Nặng quá làm sao ta vác về được đây. Tham lam là mất mạng. Không được, ta phải bỏ lại thôi. Trời, thế là mất tôi công sức. Hay quá, cảm ơn mày nha. Mày đúng là một chú chó thông minh. Cảm ơn mày. Tao phải trở về nhà đây, nhưng tao sẽ trở lại và mang thêm đậu cho mày ăn nha. Mẹ ta mà thấy số vàng này chắc sẽ mừng lắm. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Anh Chắc, anh về rồi. Lãnh chúa đã bắt mọi người trong làng làm nô lệ cho đến khi nào có tiền đóng thuế cho hắn. Cha em cũng bị bắt rồi. Thật là một kẻ độc ác. Nhưng anh đã có tiền rồi, chúng ta mau đi chuộc mọi người ra. Đèn đốm đâu rồi? Sao lại tối như vậy? Những đồng tiền vàng của ta, có kẻ đã ăn trộm những đồng tiền vàng của ta. Chắc là cậu bé Chắc đi mà. Ai mà dám vào đây ăn trộm kia chứ? Ông xem, chính ông ngủ quên rồi hất những đồng tiền vàng xuống. Chúng chỉ bị lăn ra đó thôi. Hay chính cô đã trộm của ta. Tôi không hề vào đây sau khi bê đồ ăn cho ông. Với lại, ông quên tôi là tiên hả? Tôi đâu có cần chúng. Tốt nhất là đừng để ta biết có kẻ trộm nào. Thì ra là tên quắt con sáng hôm qua đây mà. Người tới đây làm gì? Mẹ ngươi không đóng thuế đã bị tống giam rồi. Ngươi muốn đến thay mẹ ngươi sao? Ta đến để đóng thuế. Tới 5 đồng tiền vàng lần đó.
Vậy thì ta sẽ trả hết cho những người chưa đóng thuế. Ghê gớm thật. Ngươi sẽ lấy tiền ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống chắc. Ông cứ nói xem hết bao nhiêu. Tự nhiên mà nó tự tin hỏi tiền như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đây. Nếu ngươi trả được số tiền bằng đúng hai con bò này thì ta sẽ thả hết. Ông phải đưa mẹ tôi và mọi người ra đây làm giấy tờ cam kết thì tôi mới đưa tiền. Được lắm, để xem. Jake, con làm gì ở đây? Mẹ, nếu tôi giao số tiền bằng đúng hai con bò này thì ông phải thả tất cả họ ra. Được, nếu không ngươi và đám người kia sẽ phải làm nô lệ cho ta suốt đời. Trời ơi, tiền ở đâu mà to dữ vậy? Nhiều quá chứ. Ở đâu mà ngươi có những đồng tiền vàng khổng lồ này? Đương nhiên là ở trên trời rơi xuống rồi. Có phải là vàng thật không? Sao? Ông phải giữ lời hứa, thả chúng tôi đó. Giao ước đã ký rồi. Được, được. Cút hết đi, cút hết đi. Quan hô chứ. Quan hô chứ. Đúng là vàng thật. Cảm ơn chị Rin và cháu Jack. Tôi tưởng đâu... Anh Jack thật dũng cảm. Cũng may mắn mà thôi. Cùng là hàng xóm cả, chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. Dạ, mẹ cháu nói phải đó. Tiếc là cháu không thể mang theo nhiều vàng hơn để giúp mọi người mua thức ăn. Thức ăn thì có thể kiếm sao, miễn là chúng ta đã an toàn thoát ra. Dạ, để ngày mai con trở lên cây đậu xem còn có thể kiếm được những đồng vàng nữa không. Chú nghĩ là không nên đâu Jack à. Chúng ta đều biết người khổng lồ đáng sợ như thế nào mà. Mẹ không cho phép con đi đâu. Một lần con thoát được là do may mắn thôi. Hãy nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu con bị phát hiện. Hay gã khổng lồ phát hiện cây đậu mà xuống đây thì sao? Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy, con không thể bỏ mặc họ. Ngày mai con sẽ lên cây đậu. Phải cẩn thận đó. Nếu sức mất miếng nào, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Bọn dân đây này, tìm được ở đâu ra những đồng tiền vàng to quá khổ như vậy? Chắc chắn là bọn chúng sẽ còn nữa. Ta phải lấy cho hết mới được. Con không hiểu sao? Chúng ta đã an toàn rồi, con không được đến lâu đài của người khổng lồ nữa. Nếu ông ta tức giận lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy? Mẹ cháu nói đúng đó Jack à. Cô ấy là Tiên mà, họ có phép thuật, chắc chắn sẽ tự lo được. Chúng ta lo tên lãnh chúa ấy còn chưa xong, sao có thể can thiệp vào chuyện khác được nữa. Mình phải quay lại đó xem cô Tiên có ổn hay không thôi, rồi sẽ trở về thật mau. Mẹ mình không biết được đâu. Ta đem vài trái đậu làm quà cho chú chó mới được. Mày đi rồi. Hả? Cậu quay lại đây ư? Cô Tiên, cô có sao không? Trời ạ, à, cậu quay lại đây rất là nguy hiểm đó. Tên khổng lồ đã nghi ngờ có người trộm vàng của hắn rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi muốn quay lại cứu cô. Cứu tôi? Cậu định làm thế nào? Phải, cậu đoán đúng rồi đó. Hắn ta rất giận dữ khi thấy những đồng vàng bị bỏ lại dưới cửa sổ, nhưng hắn chỉ mới nghi ngờ thôi. Hay là cô theo tôi xuống cây đậu đi tìm cha cô? Nếu như không tìm được đũa phép á, thì tôi xuống tìm cha tôi cũng vô ích thôi. Chẳng may tên khổng lồ biết được và theo tôi xuống cây đậu thì toàn bộ vùng đất của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta phải tìm đũa thần trước sao? Đúng vậy, tôi phải tìm đũa phép lúc tên khổng lồ chưa về.
Lần trước tôi thấy có một căn phòng bị che kín ở phía trên kia. Có thể là nó ở đó đó. Thôi rồi, vậy là hắn để ở chỗ cây đàn. Cây đàn? Cây đàn nào? Tên khổng lồ đã về. Ngươi định đi đâu vậy hả? Lần này ta nghe rõ có mùi con người. Ngươi mau giao con người đó ra đây. Chắc chắn nó đã trộm vàng của ta. Ông nghe nhầm rồi, chẳng có con người nào ở đây hết. Tôi đã nói là không có con người mà. Ông nghe lầm rồi. Đem rượu tới phòng ăn cho ta. Chắc, chắc cậu đâu rồi? Nhanh lên, ta đang cắt khô cổ đây. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. À, giỏi, giỏi lắm. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Thật là một báu vật hiếm có. Ngươi còn không mau vào bếp đi. Ở đây không cần ngươi nữa. Chắc ơi, cậu đang ở đâu? Khi nào thì mình mới ra khỏi đây được? Thằng Jack chắc lại leo lên cây đậu rồi. Thiệt khổ quá. Các ngươi mau ra đây nghe ta thông báo. Ta cho các ngươi 3 ngày. Mỗi ngày phải nộp 5 đồng tiền vàng thuế đất. Nếu không thì các ngươi phải dọn đi khỏi đây cho ta. Thưa ngài, sao lại đột ngột như vậy chứ? Ta quyết định từ nay tăng thêm thuế đất. Vì ngân khố đã cạn, quân lính của ta cũng cần được trả lương để bảo vệ các ngươi chứ. Thưa ngài, chúng tôi cũng đã làm hết sức, nộp hết những gì chúng tôi có cho ngài. Giờ chúng tôi chẳng còn thứ gì để ăn. Đó là vì các ngươi lười biếng, sử dụng đất của ta mà chẳng làm được gì, khiến cho trồng trọt khó khăn. Ta phải ra thuế đất để các ngươi chăm chỉ hơn mới được. Sao có thể như vậy được? Đúng là quá đáng mà. Tiền đâu mà chúng tôi làm chứ? Các ngươi có vàng để đóng thuế lúa mì thì rõ ràng các ngươi còn có thể đóng thuế đất. Ta đã nhân nhượng với các ngươi nhiều lắm rồi. Bây giờ thì đem vàng ra đây, hoặc là biến khỏi đất của ta. Sao cái cây này lại mọc được ở đây? Chiếm đất của ta. Người đâu? Mau chặt đi. Xin đừng. Mình ngủ quên mất. Đến lúc mình phải trốn rồi. Cửa sổ không đi được rồi. Mày đừng đi theo tao. Tên khổng lồ biết được sẽ rắc rối lắm đó. Mày làm vậy thì tao sẽ chết mất. Mày nhất quyết đi theo tao sao? Thôi được rồi, tao sẽ đem mày đi cùng vậy. Ngọng của ta, ngọng của ta. Hả? Cậu định lấy con ngỗng đi sao? Tên khổng lồ sẽ nổi điên lên mất. Tôi không định lấy, nhưng con ngỗng cứ đòi theo tôi à. Cậu hãy đưa con ngỗng cho tôi và trở về nhà đi. Đừng trở lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Con ngỗng của ta đâu? Hắn thức rồi, cậu mau đi nhanh đi. Đi đi. Là mi, chính là mi trộm con ngỗng và những đồng tiền vàng của ta. Tôi không có.
mi còn chối không? Mau đem trả vàng và con ngỗng của ta ra đây. Mau chặt cái cây đậu này cho ta. Bất cứ thứ gì ta không cho phép trên đất của ta đều phải nhổ bỏ. Xin lãnh chúa thương tình để cái cây này lại. Nó là do tự nhiên mọc lên. Chúng tôi cho là điềm lạ, không dám đụng vào. Xin hãy để chúng tôi cầu nguyện qua một đêm, ngày mai sẽ chặt đi ạ. Ta không cần biết, mau chặt cái cây này đi. Ai như gã lãnh chúa, sao gã lại ở đây? Thôi rồi, lão ta định đốn cây đây mà. Kẻ nào dám ném ta vậy? Người đánh hả? Để cây đậu nó lại đi, mau về thôi. Chặt người nhớ đóng tới đất cho ta đó. Cái quái gì vậy hả? Ông lãnh chúa, là một con ngỗng thôi ạ. Hôm nay đúng là đen đuổi. Đem con ngỗng này về nướng ngay cho ta. Mẹ biết ngay là con lại lên cây đậu mà. Suýt nữa thì lãnh chúa đã chặt cái cây rồi đó, con có biết không? Mẹ, con biết rồi. Mẹ có thấy con ngỗng nào bay xuống đây không? Mẹ không thấy. Nhưng con có nghe mẹ nói không? Ngày mai chặt cây đậu đi. Và đừng có nghĩ tới việc trở lại lâu đài của người khổng lồ, hay là chọc giận lãnh chúa nữa. Có dấu chân ngựa và lông ngỗng vương vãi ở đây. Vậy là có khi con ngỗng bị lãnh chúa bắt mất rồi. Trời sắp tối rồi, con còn đi đâu? Con đi tìm con ngỗng. Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay. Những chiếc lông ngỗng chỉ hướng mình đến đây. Không biết có đúng là lãnh chúa đã bắt được con ngỗng không nữa. Nè ông kia, đi đâu? Tôi giao thêm rơm cho đầu bếp. Nghe nói hôm nay sẽ làm món ngỗng quay cho lãnh chúa. Ta có nghe chuyện này rồi, nhưng mà cũng phải kiểm tra đã. Hành nương thơm lừng. Con ngỗng kia rồi. Yên nào, ta đến để cứu mày. Mình biết đi đường nào bây giờ? Phải bắt nó cho ta. Thưa lãnh chúa, chúng ta sẽ gây chiến thiệt sao? Ngươi là lính mà sợ cái gì? Ta làm như vậy để bọn dân đen nộp thêm thuế đất cho chúng ta. Cứ bắt hết bọn chúng nếu cần. 10 phút nữa mà món ngỗng quay không ở trên bàn thì ta xử tội tên đầu bếp này ngay. Suýt chút nữa thì... Rơm mới đã đến rồi, tôi cam đoan. Tốt nhất là rơm khô và sạch sẽ hơn lần trước nha. Nào, mời ông ra xem. Mày phải im lặng, chúng ta mới rời khỏi đây được. Yeah.
có mùi gì mà khét quá vậy? Dạ thưa lãnh chúa, hình như là bữa tối của ngài. Bao giờ mới trả tiền cho mình đây chứ? Tiền rơm của ông đây. Quân ta cháy rồi, cháy rồi. Loạn hết rồi. Vừa cháy bếp bây giờ lại cháy rơm. Bữa tối của ta thì tiêu tụng đã mất. Ta sẽ trị tội tất cả các ngươi. Kìa, tên rơm kìa, mau lên ngựa đuổi theo nó cho ta. Bắt lấy tên rơm cho ta, không để nó thoát. Mau tìm đi, dùng gươm đâm vào các bụi cây. Tên trộm chưa thể đi xa được đâu. Ta vừa nghe thấy tiếng gì phải không? Chặt hết mấy bụi cây này cho ta. Chắc chắn là chúng đang ở đây. Lão lại, sao lại đi lang thang ở đây? Tôi không có nhà, chỉ có mỗi con bò này làm bạn đi khắp nơi. Lão có thấy kẻ nào ôm con ngỗng đi ngang qua đây không? Làm gì có ai, tôi không thấy ai hết á. Phải vậy không? Dạ thưa ngài, tìm nãy giờ không thấy ai hết, có lẽ chúng ta nhầm rồi. Cậu ra được rồi đó. Dạ cháu cảm ơn ông. Mày dám trộm đồ của ta, mày muốn tìm đồ phép của mày đúng không? Ta đã quá nhân nhượng với mày rồi. Ta sẽ giam mày ở đây mãi mãi, đừng mong có thể lấy lại được lâu đài. Đây là tên khổng lồ đi cướp những bảo vật từ khắp nơi. Thiệt là. Thưa ông, vậy làm sao cứu được cô tiên? Hiện tại thì con ta vẫn an toàn. Hắn không thể đuổi con ta ra khỏi nhà vì cây đàn hạt. Cây đàn hạt? Đúng vậy, cây đàn hạt là thứ bảo vệ lâu đài và phục hồi những đổ nát, giúp cây cối mọc tươi tốt. Nhưng cây đàn hạt được để trên tháp cao nhất của lâu đài với rất nhiều bùa phép bảo vệ, mà chỉ có đũa phép của con gái ta mới mở được. Chiếc đàn đó không thể đem ra khỏi lâu đài, nếu không cả lâu đài sẽ bị phá hủy, và nó chỉ tuân lệnh những ai cư ngụ trong lâu đài mà thôi. Ông không muốn trở về nhà sao? Không có cách nào à? Muốn chứ, nhưng chỉ có một cách. Ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Thật là thần kỳ. Mẹ thấy không? Giờ chúng ta có thể trả được thuế đất và giúp mọi người trong làng nữa. Mẹ nói vậy không phải là khuyến khích con trộm đồ đâu. Trộm cắp là một việc rất xấu. Nhưng con ngỗng tự ý đi theo con mà. Ngươi đừng có mà đồng ý với nó. Lấy những thứ không phải là của mình, dù với mục đích nào thì cũng là sai. Nhưng tên khổng lồ đó độc ác lắm mẹ ơi. Giả lại á, con ngỗng này cũng đâu phải của hắn. Hắn đã cướp của người khác mà. Đó,
Chưa kể đến những nguy hiểm mà con gặp phải khi gặp gã khổng lồ. Nếu hắn đã cướp của người khác mà con còn cướp của hắn thì con có khác gì hắn đâu. Dạ, mẹ nói đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ trả lại con ngỗng và mớ trứng vàng này sao? Còn lãnh chúa thì sao? Mọi người sẽ mất đất và nhà. Mẹ ơi, con đã nói chuyện với ông tiên. Ông ấy hứa sẽ trả lại con ngỗng cho chủ của nó nếu ông ấy được trở về nhà. Chúng ta hãy mượn đỡ con ngỗng lần này thôi, để giúp mọi người, rồi chúng ta sẽ trả lại. Dù sao thì nó cũng sẽ không thể trở về với gã khổng lồ được. Thôi được, chúng ta sẽ nhờ con ngỗng lần này. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ không ăn trộm nữa. Dạ, con hứa với mẹ. Các người mau nộp thuế đi, nếu không thì đi khỏi đây ngay. Ủa thưa ngài, chỉ mới 2 ngày thôi mà ngài đã tới đòi, hạn là 3 ngày kia mà. Chà, người dám cãi ta sao? Hôm nay hay là ngày mai thì có khác gì chứ? Nếu như có tiền thì hãy trả đi, còn không thì mau dọn đi. Thưa ngài, xin hãy tha cho con tôi nhỏ dại. Xin ngài cho chúng tôi một ngày nữa để kiếm cho đủ hả? Ta nhịn thằng nhóc này mấy lần rồi. Hôm nay ta chưa đuổi bọn dân làng đi, nhưng ta sẽ đuổi hai mẹ con người trước. Xin đừng. Ông không thể đuổi chúng tôi được. Tôi muốn mua lại đất này. Mua lại đất này hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Như vậy đã đủ chưa? Một quả trứng vàng á chỉ đủ trả thuế đất của vài người thôi nhóc à. Ngươi cần 10 lần như vậy mới có thể mua hết đất của ta. Hả? Ngài nói thật sao? Tôi đưa 10 lần quả trứng này ra thì ngài có hứa bán đất cho chúng tôi không? Ngươi có thể có 10 quả trứng vàng này nữa sao? Nhưng ngài có hứa không? Ta làm giao ước đi. Nhưng làm sao ta biết ngươi có 10 quả trứng vàng hay không? Ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Không được. Nếu vậy ngài đổi ý, muốn đòi nhiều hơn thì sao? Ngài nghĩ xem, tôi chưa từng lừa ngài. Lần trước tôi cũng đã giữ lời hứa rồi. Được, vậy hãy làm giao ước đi. Thế, ông phải cho tôi xem giao ước trước đã. Mẹ cứ tin con. Vậy là xong, chúng tôi có quyền giữ đất và nhà của chúng tôi mà không cần đóng thuế cho ngài nữa đúng không? Đúng vậy, từ nay các người không cần nộp thuế cho ta nữa. Nhưng ta cũng không cần bảo vệ các người khỏi bất cứ thế lực nào nữa. Ông định làm gì? Ta muốn lấy hết số trứng vàng còn lại. Mau đem ra đây. Ông nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Thì bây giờ ta không còn bảo vệ các ngươi nữa, mà ta sẽ chiếm đánh các ngươi. Ông thật là gian xảo. Người đâu, lục soát nhà đó cho ta. Ông không được làm như vậy. Ngăn cản ta hả? Dựa vào ngươi sao? Dựa vào tôi. Các ngươi. Ông nói bảo vệ chúng tôi, nhưng thực ra luôn áp bức chúng tôi, không cho chúng tôi một ngày yên ổn làm ăn. Nay chúng tôi đã mua đất của ông rồi, thì ông hãy xéo đi. Chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ đất đai của chúng tôi. Các người hãy chờ đó. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con cháu. Có gì đâu, nhờ có mẹ con cậu mà chúng ta sở hữu đất đai của chúng ta rồi, không còn phải lo gì nữa. Nhưng rồi lãnh chúa sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng, phải không mọi người? Đúng vậy, đâu có được. Đâu có để vậy hoài được. Con đừng nghĩ tới chuyện leo lên cây đậu nữa. Ngày mai phải chặt nó cho mẹ. Con đã hứa rồi đó. Dạ con nhớ rồi. Tao có thể nghe thấy tiếng lão khổng lồ quát tháo. Tao lo cho cô tiên quá à. Không được, ta phải tới đó cứu cô tiên. Cô ấy đã giúp ta nhiều lần. Jack,
Về đi con, nguy hiểm lắm. Jack, con không thể bỏ mặc vô tiên được. Con xin lỗi mẹ, con sẽ về sớm. Bọn này không thể tự nhiên mà có được những đồng tiền vàng thật lớn và những... Lành, nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng cô lại có một cục búa rất to trên má. Nếu không có cái búa trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái búa xấu xí này. Đâu như con Lành, cái bú ở ngay giữa mặt. Con Lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao với ao hay sao mày dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái bú xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Đánh ra cho tao. Chị Lụa cũng có cái bú giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái bước của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con Lành nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái bú này. Cha mẹ mau tìm thầy Lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy Lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái bú này. Mau tránh ra cho ta xem. Tránh ra. Ê, cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị Lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn. Hại đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa. Mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường, múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lũng cầu dòng nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lũng cầu dòng. Nước hà, hát hay quá. quỷ nhỏ. Hả? Chị biết em sao? Chị chơi với em đi. Chị hát đồng dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết. Em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa. Em không xấu xí đâu, chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con Lành đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao.
làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hung một trận. Nó ghê lắm, nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày, nó xé xác mày ra chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Sao chiều tối rồi mà chị Lụa còn kêu tôi đi hái nấm? Để sáng mai mình đi hái mới có nhiều nấm tươi chứ. Tao nói đi thì mày phải đi. Tao là chủ hay mày là chủ? Mày còn hỏi nữa, tao kêu cha mẹ cắt tiền lương mày đó. Nấm kìa, mày nhanh lại hái đi. Tôi hái được nhiều nấm lắm rồi nè chị Lụa ơi. Ủa, chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Chị Lụa đi lạc rồi sao? Làm sao đây? Có người kia, ai cho người hái nấm trong rừng của ta? Ôi, nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vào đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ đây, con lại đi chọc phá cái con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ. Con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi. Đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc. Tôi không định đập về nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mà. Cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu, xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy người cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì người chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Mày hát vậy sao nó ngủ được? Phải hát vậy mà. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ước cò là cò bay lạ. Hay từ là từ cửa phủ quay ra ra cánh đồng. Tình tình tang là tang tình tình của mình rằng ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không. Con người này hát hay quá. Quỷ nhỏ ngủ rồi. Người à, hãy dạy cho ta hát hay như người đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa.
tôi chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi, bông lê cho bằng bông lựu, ơi bạn ơi, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mây bông, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mây bông. Rồng trắng lên mây, có cây lúc lắc, có nhà bị yên, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, phú ông phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị, chị ở lại với em đi, chị hát hay lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta, người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà phú ông rồi, ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho bà nha. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau về đi. Tối vợ ta sẽ ra bị rừng đón vô. Ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đó người đến dạy hát, sao người lại bỏ chạy? Tại người làm ta bất ngờ quá mà. Bàn tay của người ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Người đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn, chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Người dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải canh mềm, lột cổ xuống ao. Ông ơi, người hát như vậy ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Chị ơi, về với em đi. À, tránh ra, cái đồ đớm ghét này. Đây không phải chị hát hay, đây là con gái phú ông. Cả nhà họ hay bắt nạt chị hát hay đó.
hay mà. Tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. Dám mà các người hát hay hả? Dám đi các bà. Tha cho tôi đi. Phá lại cái bưu làm tin của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đâu của con người đâu. Ta không lấy đâu, ta ngớ rồi. Tôi xin bà, tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái búa trên trang đi. Làm ơn, làm ơn. Người thật xấu tính. Dám lừa ta để lấy cái búa sao? Ta không cần đồ của con người. Trả lại hết cho con người. À, ta không muốn cái búa xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái búa trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái búa xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái búa xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái búa trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nào xấu tính đó, dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Ông rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung.